Thay mặt công ty cổ phần Tôn Đông Á, Như Bình xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất vì sự góp mặt của quý vị trong chương trình trực tuyến ngày hôm nay. Và chỉ còn một ít phút nữa thôi, chương trình trực tuyến Kimmax giải pháp kinh tế tối ưu cho công trình công nghiệp của công ty cổ phần Tôn Đông Á sẽ chính thức diễn ra. Rất mong quý vị sẽ cùng kiểm tra lại chất lượng hình ảnh, âm thanh và đường truyền Internet của mình để chương trình được diễn ra một cách tốt nhất. Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về phía màn hình để chúng ta cùng theo dõi đoạn video clip ngay sau đây. Khi cuộc sống quanh ta được phủ đầy bằng những giá trị truyền thống, ta luôn trân trọng, đón nhận và không ngừng nâng giá trị ấy lên tầm cao mới. Những mạch nguồn của trời đất, những khởi nguyên mướt xanh nhắc ta nâng niu và gìn giữ, nhắc ta lựa chọn bền vững và sanh cùng thiên nhiên. Tôn Đông Á cùng xây cuộc sống xanh. Nếu mình không làm hạt cát trong sa mạc thì sẽ không có sa mạc. Lúc đầu mở công ty, tôi chỉ có suy nghĩ đất nước còn lạc hậu, còn thiếu nhiều sản phẩm thiết yếu. Tôi làm ra sản phẩm tôn thay thế cho mái lá là tốt rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục với công nghệ lạc hậu, đơn sơ, chỉ làm ra các sản phẩm đơn giản, đáp ứng cho một phân khúc dễ tính thì không ổn cho đường dài. Vậy làm thế nào để tồn tại và phát triển? Tôi chọn hướng sản xuất sản phẩm chất lượng cao và nuôi ước mơ làm ra sản phẩm 100% Việt Nam, có chất lượng, thương hiệu, ngang tầm các nước trong khu vực và thế giới. Đó là lý do tôi đặt tên công ty là Tôn Đông Á. Tôn Đông Á luôn phấn đấu trở thành niềm tự hào tôn Việt với các sản phẩm chất lượng cao, phục vụ cho ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng, hạ tầng giao thông, thiết bị gia dụng. Trong chiến lược hoạt động của mình, Tôn Đông Á lấy chất lượng sản phẩm làm yếu tố khác biệt nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh. Chú trọng từ nguyên liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn quốc tế đến hoạt động sản xuất đồng bộ trên các dây chuyền thiết bị máy móc hiện đại nhất trong ngành thép mạ của những tập đoàn hàng đầu thế giới như Denali World United, Tenova Italy, Nippon Steel Sumiki Engineering Japan, Pata Hunter USA. Hiện nay, Tôn Đông Á đang sở hữu 4 dây chuyền mạ màu, 4 dây chuyền mạ kẽm và hợp kim nhôm kẽm, 2 dây chuyền thép cán mùi đảo chiều 2 giá cán, dây chuyền tẩy rỉ. Tôn Đông Á luôn kiên định theo đuổi sứ mạng đầu tư thiết bị, dây chuyền hiện đại và thân thiện với môi trường, nhằm sản xuất các sản phẩm thép lát mạ có chất lượng cao, bảo đảm sự bền vững và tính thẩm mỹ của các công trình. Tổ chức hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm mang giá trị kinh tế, đem lại lợi ích xã hội. Tổng công suất 800.000 tấn một năm và tiếp tục gia tăng tổng công suất trong tương lai.
Sản phẩm của Tôn Đông Á đa dạng quy cách về độ dày, khối lượng lớp mạ và khổ rộng. Công ty có những quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo các sản phẩm luôn đạt chất lượng cao nhất. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Hệ thống quản lý ISO 17025 cho lĩnh vực thử nghiệm. Hệ thống quản lý chất lượng 5S3D. Khởi nghiệp, theo đuổi bền bỉ và thành danh, Tôn Đông Á là doanh nghiệp hiếm hoi hiện nay trong ngành thép lá mạ có tốc độ tăng trưởng cao. Sản lượng năm 1998, 2008, 2018, mục tiêu 2028. Hiện công ty đã xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối rộng khắp, trải dài từ Nam ra Bắc. Xuất khẩu ổn định vào các nước Mỹ, Úc, EU, ASEAN. Doanh thu năm 1998, 2008, 2018, mục tiêu 2028. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển với hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước, đóng góp tích cực cho cộng đồng, Tôn Đông Á đã được các tổ chức, cơ quan nhà nước ghi nhận và đã trao cho nhiều giải thưởng, huân chương, bằng khen với nhiều danh hiệu cao quý. Tôn Đông Á luôn đề cao tinh thần cùng chung tay vì sự phát triển cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nhà nước thông qua các hoạt động thiết thực có ích cho xã hội. Mỗi nhân viên của Tôn Đông Á luôn phấn đấu để đạt và duy trì các phẩm chất tốt đẹp nhằm tạo giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp. Tôn Đông Á tiếp tục tổ chức mở rộng cơ sở sản xuất và tăng cường kinh doanh ra các tỉnh thành trong cả nước, đẩy mạnh xuất khẩu đến các châu lục theo tinh thần của slogan cùng xây cuộc sống xanh. Xin hân hoan đón chào quý vị khách hàng, quý vị đối tác đã dành thời gian quý báu của mình để tham gia chương trình trực tuyến Kimmas giải pháp kinh tế tối ưu cho công trình công nghiệp của công ty cổ phần Tôn Đông Á. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin cho phép Như Bình một lần nữa gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, thước phim vừa qua chính là chặng đường hình thành và phát triển trong suốt 23 năm vừa qua của chúng tôi. Rất hy vọng rằng với hình ảnh này đã có thể truyền tải được phần nào thông điệp và tinh thần phát triển bền vững của Tôn Đông Á đến quý vị. Và thưa quý vị, tham gia sự kiện ngày hôm nay về phía ban lãnh đạo của Tôn Đông Á, đầu tiên Như Bình xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Văn Đại, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Tôn Đông Á. Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Công Triết, Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa. Xin trân trọng giới thiệu ông Đoàn Đình Khôi Nguyên, Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó Giám đốc Khối Chất lượng. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Hải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Tôn Đông Á, Bắc Ninh. Xin trân trọng giới thiệu ông Đoàn Nhất Anh, Phó Giám đốc Phòng Kinh doanh Kênh Công trình Dự án. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban QC Thị trường. Và bên cạnh đó còn có sự góp mặt từ các anh chị lãnh đạo khác của Tôn Đông Á trong sự kiện ngày hôm nay. Đây chính là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong sản xuất thép mạ và nhiều năm nghiên cứu chất lượng sản phẩm. Xin hân hoan đón chào. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cũng đón chào sự tham gia của ông Lê Đông Lâm, Giám đốc điều hành Sơn Công nghiệp và Sơn Ô tô Việt Nam, Sơn tô mạ màu và nhôm định hình khu vực Đông Nam Á, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn PPG Việt Nam.
Và cuối cùng không thể thiếu, chúng tôi rất trân quý sự xuất hiện của quý đối tác, quý khách hàng trong sự kiện ngày hôm nay. Quý vị đã đồng hành cùng Tôn Đông Á trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua, và sự hiện diện của quý vị trong chương trình này chính là một nguồn động lực vô cùng lớn để Tôn Đông Á nỗ lực hơn nữa, hoàn thiện chuỗi cung ứng, gia tăng chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm, tiếp tục phục vụ đến quý khách hàng, quý đối tác. Và kính thưa quý khách hàng, quý đối tác, trong chương trình ngày hôm nay, các chuyên gia của Tôn Đông Á và PPG Việt Nam sẽ chia sẻ và giới thiệu các dòng sản phẩm Kingmax theo chủ đề Kingmax giải pháp kinh tế tối ưu cho công trình công nghiệp, Kingmax chất lượng sản phẩm vượt trội với hệ sơn cao cấp. Và phần cuối của chương trình chính là phần Q&A. Quý vị có thể đưa ra những thắc mắc, những câu hỏi trực tiếp về phía chương trình để các chuyên gia của chúng tôi có thể đưa ra những lời giải đáp tận tình nhất. Và trước khi đi vào chương trình chi tiết, Như Bình xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đại, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Tô Đông Á sẽ có bài chia sẻ trước toàn thể hội nghị. Xin trân trọng kính mời ông. Xin chào tất cả các anh chị. Thay mặt ban lãnh đạo công ty Tô Đông Á, tôi trân trọng cảm ơn quý khách hàng, quý đối tác đã dành thời gian quý báu tham dự sự kiện ngày hôm nay. Trước hết cho phép tôi được chia sẻ một chút về hiện trạng chung trong thời gian qua. Như các anh chị được biết, dưới tác động của dịch Covid-19 thì thế giới đã có nhiều thay đổi từ cái nhu cầu xã hội đến chuỗi cung ứng, đặc biệt là dòng chảy thương mại và đầu tư cũng có nhiều thay đổi và đảo chiều. Động thái địa chính trị và cái diễn biến kinh tế thế giới đã làm tăng cái nguy cơ và rủi ro cho yếu tố đầu vào của doanh nghiệp, đặc biệt là giá nguyên vật liệu tăng cao trong thời gian qua. Và có thể nói giá nguyên vật liệu đã rơi vào một chu kỳ siêu tăng giá như kim loại, than, dầu, thực phẩm, vân vân. Việt Nam chúng ta thì vừa trải qua một đợt bùng dịch và giãn cách xã hội kéo dài đã làm nền kinh tế đình trệ, chuỗi đứt gãy chuỗi cung ứng và xáo trộn thị trường lao động. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì cũng bị tổn thương nặng nề và sức đề kháng của doanh nghiệp thì đang suy giảm nghiêm trọng. Với các yếu tố trên thì đòi hỏi doanh nghiệp phải nhìn nhận, đánh giá và thích nghi với trạng thái bình thường mới. Và Tôn Đông Á đã chủ động kế hoạch ứng phó và thích nghi rất tốt với diễn biến dịch bệnh thị trường trong thời gian qua và cũng như trong giai đoạn bình thường mới hiện nay. Điều này đã giúp Tôn Đông Á tăng trưởng và hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn duy trì liên tục và vượt công suất trong giai đoạn vừa qua và hiện nay. Với một tầm nhìn, Tôn Đông Á trở thành nhà sản xuất thép lá mạ chất lượng cao hàng đầu Việt Nam và khu vực, định hướng phát triển các bộ sản phẩm chất lượng cao vượt trội cho từng cái phân khúc thị trường, chi phí tối ưu, xây dựng thương hiệu Việt chất lượng quốc tế, tạo dựng một vị thế cao trên thị trường trong nước và thế giới. Chúng tôi muốn gắn kết, đồng hành cùng quý khách hàng, quý đối tác để hướng đến cùng phát triển bền vững trong tương lai. Với mục tiêu đi cùng nhau, cùng phát triển bền vững, hôm nay Tôn Đông Á tổ chức buổi hội thảo Kingmax giải pháp kinh tế tối ưu cho các công trình công nghiệp. Chúng tôi tin tưởng rằng hội thảo sẽ mang đến những giá trị hữu ích cho quý khách hàng, quý đối tác trong việc lựa chọn sản phẩm tối ưu cho dự án của quý vị. Đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta đang sống trong một giai đoạn bình thường mới dưới tác động của đại dịch Covid, cùng với sự kỳ vọng kinh tế sẽ phục hồi trong quý tư và tăng trưởng trong năm 2022. Qua sự kiện này, chúng tôi mong rằng quý khách hàng sẽ hiểu hơn về Tôn Đông Á chúng tôi, hiểu về Kingmax, dòng sản phẩm cao cấp của Tôn Đông Á, và hơn thế nữa, Kingmax một giải pháp lựa chọn cho quý vị. Cuối cùng, tôi trân trọng cảm ơn quý đối tác, quý khách hàng đã dành thời gian tham dự hội thảo ngày hôm nay. Chúc hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp. Chúc tất cả các quý vị và gia đình sức khỏe, an lành và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Văn Đại, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Tô Đông Á. Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Thống kê,
9 tháng đầu năm 2021, tổng sản phẩm trong nước GDP ước tính tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng thấp nhưng là điểm sáng trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nhiều địa phương kinh tế trọng điểm đã phải thực hiện giãn cách trong một khoảng thời gian kéo dài. Đặc biệt thời gian gần đây, khi tình hình dịch bệnh đã bắt đầu kiểm soát được, thì ngành sản xuất công nghiệp tại Việt Nam hướng đến phục hồi mạnh mẽ và đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững. Vậy đâu là lựa chọn, giải pháp kinh tế tối ưu cho các công trình công nghiệp trong bối cảnh còn nhiều thách thức? Và liệu rằng Kinmax, dòng sản phẩm cao cấp của Tô Đông Á, có phải là giải pháp tối ưu, đáp ứng được các yêu cầu từ cơ bản đến khắt khe của nhiều loại hình dự án và công trình hay không? Tất cả câu trả lời sẽ có trong phần chia sẻ ngay sau đây của bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó Giám đốc Khối Chất lượng Công ty Cổ phần Tô Đông Á. Xin trân trọng kính mời bà. Kính chúc hội nghị một ngày dồi dào sức khỏe và bình an. Thì kính thưa các anh chị, tôi tên Nguyễn Thị Thu Cúc, hiện đang công tác tại Khối Chất lượng của Công ty Cổ phần Tân Đông Á. Thì hôm nay tôi xin phép đại diện Công ty Cổ phần Tân Đông Á trình bày đến quý anh chị về chủ đề của hội thảo của chúng ta hôm nay, đó là Kinmax, giải pháp kinh tế tối ưu cho công trình công nghiệp. Thì trong quá trình trao đổi, các anh chị có câu hỏi hoặc có đề xuất, vui lòng chọn vào tab Q&A và đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ giải đáp cùng quý anh chị ạ. Đến với phần trình bày hôm nay, tôi xin phép được trình bày với anh chị ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất là ứng dụng của sản phẩm. Nội dung thứ hai là các dòng sản phẩm Kinmax và dự án điển hình. Và nội dung thứ ba muốn chia sẻ cùng với anh chị đó là chính sách bảo hành của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á. Như các anh chị đã biết thì đối với cái sản phẩm tôn mạ của chúng ta thì ứng dụng rất đa dạng trong các cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được như là sản phẩm tôn mạ của mình dùng làm khung kèo nè, có thể là dùng làm những cái ứng dụng trong những sản phẩm gia dụng như là tủ lạnh, tivi hoặc là những cái sản phẩm mình sử dụng hàng ngày. Ngoài ra thì những cái ứng dụng này chúng ta cũng có thể có thấy những ứng dụng cao cấp hơn đối với ngành tôn mạ của chúng ta là ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô. Thì đối với các sản phẩm, đối với các ứng dụng trong công trình công nghiệp thì chúng ta thấy những ứng dụng đa dạng và phù hợp nhất đó là ba ứng dụng chính: máy lợp, thứ hai là ứng dụng làm vách và ứng dụng thứ ba là dùng làm vật liệu panel. Cho các ứng dụng công trình điển hình của chúng ta đó là bao gồm đó là nhà xưởng công nghiệp, nhà kho công nghiệp hoặc là những ứng dụng cho trang trại chăn nuôi. Thì dựa trên những cái yêu cầu đa dạng của các nhà xưởng công nghiệp này thì Tôn Má đã đưa ra dòng sản phẩm Kinmax với những cái tính năng tối ưu đáp ứng được những yêu cầu từ cơ bản và khắt khe nhất của các công trình công nghiệp. Thì tôi xin qua phần thứ hai, đó là xin giới thiệu về sản phẩm và dự án. Thì theo sự phát triển của thế giới cũng như là hoạt động hàng ngày của con người trong cái việc mà mình khai thác các tài nguyên thiên nhiên, cái việc mình sản xuất và cũng như là việc di chuyển thì nó sẽ phát sinh ra các khí thải. Và những cái khí thải này gây ra những cái hiệu ứng như là hiệu ứng nhà kính và từ đó nó dẫn đến cái sự biến đổi đô thị. Và chúng ta có thể nghe gần đây nhất là chúng ta hay nghe về cái hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Thì cái hiệu ứng này làm cho cái nhiệt độ tại cái khu vực đô thị của chúng ta sẽ cao hơn so với những cái khu vực khác như là những khu vực lân cận và nông thôn. Thì vì cái hiệu ứng này dẫn đến cái tình trạng sử dụng năng lượng rất là nhiều và sử dụng các nguồn tài nguyên và những cái vật liệu, từ đó gây ra cái hiện tượng cạn kiệt nguồn nguyên liệu cũng như là nguồn năng lượng. Thì để đáp ứng được cái xu hướng phát triển và những cái xu hướng mà ảnh hưởng tiêu cực này, theo cái xu hướng phát triển của thế giới cũng như là hoạt động của con người, thì cái việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên cũng như là để hạn chế những cái việc sử dụng các nguồn nguyên vật liệu cũng như là mình tiết kiệm năng lượng, thì Hội đồng Công trình Xanh của Mỹ đã đưa ra một cái tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn LEED. Đây là cái tiêu chuẩn dùng để đánh giá các công trình xanh, đó là những công trình sử dụng những cái vật liệu phù hợp với cái yêu cầu của xu hướng hiện nay của chúng ta, đó là xu hướng những người sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường. Thì tại Việt Nam thì chúng ta cũng đi cùng với thế giới, thì chúng ta cũng đón đầu được cái xu hướng sử dụng công trình xanh. Thì đối với chính phủ chúng ta đã đưa ra một nghị định, đó là nghị định 15 năm 2021, để mình đưa ra một nghị định chính thức về việc quy định thế nào là công trình xanh và quy trình đánh giá công trình xanh. Ngoài các yêu cầu về các công trình xanh như là chỉ số phản xạ ánh sáng mặt trời, vật liệu không chứa các chất độc hại hoặc là vật liệu có khả năng tái chế, thì đối với một cái sản phẩm sử dụng cho các công trình công nghiệp, chúng ta cần phải có cái độ bền màu cũng như là về mỹ quan thẩm mỹ và cái khả năng chống chịu ăn mòn tốt đối với những cái điều kiện khắc nghiệt khác nhau. Thì đến với sản phẩm Kinmax của Tôn Đông Á thì chúng tôi tự tin cung cấp cho các anh chị các giải pháp cho các công trình công nghiệp.
Giải pháp thứ nhất chúng tôi mang đến cho các anh chị đó là vật liệu xanh cho công trình xanh. Đối với dòng sản phẩm KinMaglit, đây là dòng sản phẩm có chỉ số phản xạ ánh sáng mặt trời cao, cùng với cái tính năng như là không chứa các chất độc hại trong cái cấu hình của sản phẩm, sẽ mang đến cho các anh chị cái yêu cầu đáp ứng được cái yêu cầu của tiêu chuẩn LEED. Sản phẩm thứ hai chúng tôi có thể đáp ứng được anh chị đối với cái yêu cầu cách âm cách nhiệt, thì đây là một cái sản phẩm mang đến cái hiệu suất rất cao về việc tiết kiệm năng lượng và đáp ứng được các chỉ số liên quan tới giá trị U value trong tiêu chuẩn LEED cho công trình xanh. Và đối với dòng sản phẩm KinMax, chúng tôi có một chính sách bảo hành cực kỳ linh động và cái thời gian bảo hành lên đến 50 năm đối với dòng sản phẩm KinMax BVDF. Thì với ứng dụng của công trình công nghiệp của chúng ta rất là đa dạng, chúng ta có thể sử dụng những môi trường như là sản xuất, các môi trường phát sinh hơi hóa chất hoặc là các môi trường biển cũng như các môi trường kết hợp, thì sản phẩm KinMax có thể đáp ứng được tất cả các dạng công trình từ môi trường C1 cho đến môi trường C5. Thì ngoài các yêu cầu về vật liệu, yêu cầu về bảo hành thì chúng ta cũng phải đáp ứng được các yêu cầu về pháp luật, giống như là các yêu cầu của một số quốc gia, họ yêu cầu vật liệu sử dụng của mình phải là vật liệu tái chế, vật liệu có thể có cái hiệu suất tái chế cao hoặc là vật liệu đáp ứng được yêu cầu LEED, thì cái sản phẩm KinMax của chúng ta có thể đáp ứng được với những giá thành hợp lý và cực kỳ cạnh tranh. Vậy thì chất lượng sản phẩm của KinMax chúng ta quyết định dựa trên những gì? Thì Tôn Đông Á kiểm soát chất lượng sản phẩm KinMax dựa trên 4 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất đó là kinh nghiệm sản xuất. Trong suốt bề dày lịch sử của Tôn Đông Á 22 năm qua cùng với cái đội ngũ kỹ thuật, kỹ sư chất lượng cao. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố dây chuyền thiết bị. Thì dây chuyền thiết bị ở Tôn Đông Á sử dụng công nghệ hiện đại cùng với các chuỗi sản xuất khép kín từ HRC cho ra tới thành phẩm cuối cùng. Thì cái điều này giúp cho Tôn Đông Á chủ động được trong cái việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. Yếu tố thứ ba là Tôn Đông Á cực kỳ quan tâm đó là cái nguyên liệu đầu vào. Tôn Đông Á lựa chọn rất kỹ càng các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào, như là chúng ta có thể thấy đó là các nhà nguyên liệu cung cấp nguyên liệu đến từ Nhật như là JFE Nippon. Thì trong nội địa chúng ta cũng có nhà cung cấp uy tín đó là nhà cung cấp Formosa. Yếu tố thứ tư mà Tôn Đông Á luôn quan tâm đó là việc kiểm soát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn. Và cái việc chứng nhận sản phẩm này được thực hiện bởi một đơn vị độc lập thứ ba, đó là đơn vị Patec 3. Thì hiện tại Tôn Đông Á công bố chứng nhận sản phẩm phù hợp với 4 hệ tiêu chuẩn chính, đó là tiêu chuẩn ASTM của Mỹ, tiêu chuẩn AS của Úc, tiêu chuẩn ZIS của Nhật và tiêu chuẩn BSN của Anh. Ngoài các tiêu chuẩn này thì Tôn Đông Á còn phù hợp với các tiêu chuẩn là TCVN của Việt Nam, hoặc là tiêu chuẩn MS của Malaysia, hoặc là tiêu chuẩn SNI của Indonesia. Thì với cái yêu cầu đa dạng của các ứng dụng trong công trình công nghiệp thì KinMax chúng ta cũng sử dụng các hệ sơn linh động. Thì ở đây tôi xin giới thiệu với anh chị 5 hệ sơn chính. Hệ sơn thứ nhất là hệ sơn BVDF. Đây là một hệ sơn có cái tính năng đặc trưng, có thể chịu được các điều kiện, kháng được các điều kiện hóa chất trong cái môi trường phát sinh tự nhiên cũng như là trong công nghiệp. Trong tự nhiên chúng ta có thể nghe tới là cái hiện tượng mưa axit. Thì đối với cái sản phẩm BVDF này chúng ta có thể sử dụng được trong những môi trường như thế này. Còn đối với những sản phẩm các hệ sơn khác chúng ta có thể thấy đó là hệ sơn super polyester hoặc hệ sơn polyester hoặc là silicon modified polyester. Ba hệ sơn này chúng ta có thấy là cái tính linh hoạt và cái độ bền màu của sản phẩm cực kỳ cao, nó phù hợp với những cái ứng dụng đặc trưng. Khi mà chúng ta tích hợp cái hệ sơn super polyester với tính năng tự làm sạch, chúng ta sẽ mang đến một cái sản phẩm có tính năng đáp ứng cho các cái anh chị đối với những công trình yêu cầu về độ bền màu, hoặc là những công trình chúng ta sử dụng ở những cái nơi có cái độ ô nhiễm cao về bụi hoặc là khí thải. Và hệ sơn cuối cùng xin giới thiệu với anh chị đó là hệ sơn epoxy. Đây là một cái hệ sơn đặc trưng, chúng ta có thể tích hợp được, thích ứng được với những cái sản phẩm như cách âm cách nhiệt như là phomeu hoặc là sợi bông khoáng. Để kiểm soát chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn cũng như là yêu cầu của khách hàng thì Tôn Đông Á đã đầu tư phòng thí nghiệm có năng lực thử nghiệm đáp ứng được và được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025. Thì ở đây là các cái thử nghiệm chính chúng ta thực hiện cho phòng thí nghiệm. Thì ngoài ra Tôn Đông Á cũng tiến hành thực nghiệm độ bền của sản phẩm trong cái môi trường thời tiết với điều kiện ở môi trường tự nhiên. Đó là sản phẩm, chúng ta có thể thấy sản phẩm sẽ được thực nghiệm phơi mẫu tại nhà máy Tôn Đông Á Thủ Dầu Một. Và chúng ta thực nghiệm sản phẩm ở trong phòng thí nghiệm, chúng ta có thấy là thông qua những thử nghiệm như là thử nghiệm với môi trường khắc nghiệt, là thử nghiệm phun muối, hoặc là thử nghiệm độ ẩm như là bình
mô phỏng cái quá trình sản phẩm của mình chuyển tiếp từ ban ngày sang ban đêm, và chúng ta có thực nghiệm trên cái thiết bị là UV để kiểm tra về độ bền màu cũng như là cái khả năng kháng chịu phân hóa của sản phẩm trong môi trường tự nhiên. Với quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm chặt chẽ cũng như là kiểm soát về các nguyên liệu đầu vào, thì dòng sản phẩm KinMark là đây là dòng sản phẩm cao cấp, có thể đáp ứng được các yêu cầu từ cơ bản đến khắt khe nhất của các loại hình công nghiệp hiện tại của hiện tại. Thì sau đây tôi xin giới thiệu với anh chị về các dòng sản phẩm KinMark. Thì trong dòng sản phẩm KinMark chúng tôi có 6 dòng sản phẩm con, đó là sản phẩm KinMark BVDF, KinMark Lean, KinMark Lead, KinMark Panel và KinMark Metallic, và cũng như là KinMark SMB. Thì tôi xin giới thiệu đầu tiên với anh chị đó là dòng sản phẩm KinMark BVDF. Sản phẩm KinMark BVDF được cấu thành từ tôn nền mạ kẽm Z275 hoặc là tôn nền mạ nhôm kẽm AZ150 và AZ200 cùng với hệ sơn BVDF có cấu hình linh động từ 4 cho đến 6 lớp sơn. Thì từ cái cấu hình linh động này chúng ta sẽ mang đến được cái độ bền màu vượt trội với bảo hành pha màu lên đến 20 năm đối với môi trường tại Việt Nam. Ngoài ra cái hệ sơn BVDF chúng ta có tính năng kháng chịu được cái môi trường khắc nghiệt. Đây chính là cái giải pháp cho các ứng dụng trong các công trình sản xuất, giống như là những công trình sản xuất mạ hoặc là dệt nhuộm có phát sinh các hơi hóa chất, hoặc là chúng ta cũng có thể ứng dụng cho các nhà kho công nghiệp, các nhà kho chứa hóa chất hoặc là có phát sinh phân bón. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng cho các công trình dân dụng nằm ở trong các khu công nghiệp có phát sinh những cái hiện tượng giống như mưa axit. Đây là dòng sản phẩm cao cấp của Tôn Đông Á và có thể đáp ứng được các môi trường từ C1 đến C5 với bảo hành sản phẩm lên đến 50 năm. Đây tôi xin giới thiệu với anh chị, đây là bản 8 màu cơ bản của cái dòng sản phẩm BVDF. Và đây là dự án điển hình chúng tôi đã offer cho khách hàng, đó là cái nhà kho chứa phân bón tại khu công nghiệp Phú Mỹ với cấu hình là tôn mạ nhôm kẽm phủ sơn AZ150 với hệ sơn BVDF độ dày 25 micron. Kế tiếp tôi xin giới thiệu với các anh chị dòng sản phẩm KinMark Clean. Với cấu trúc tôn nền mạ lạnh AZ150 và AZ200 cùng với cái hệ sơn Super Polyester 4 lớp có tính năng đặc trưng đặc biệt của dòng sản phẩm KinMark Clean, đó là tính năng tự làm sạch. Thì với tính năng này thì mang đến cho cái sản phẩm của chúng ta có độ bền màu vượt trội, gần như tương đồng với các sản phẩm khác như của cái dòng KinMark như là BVDF hoặc là KinMark SMB. Thì với cái tính năng tự làm sạch này và cái độ bền màu vượt trội này thì sản phẩm KinMark Clean là giải pháp dùng cho các công trình sử dụng ở các môi trường có độ ô nhiễm cao, ví dụ như là những cái môi trường ở gần những khu vực có phát sinh bụi hoặc là những các công trình có yêu cầu cao về bền màu. Và xin giới thiệu với anh chị, đây là cái dự án điển hình của chúng tôi đã offer cho khách hàng, đó là sản phẩm KinMark Clean với cấu hình là tôn mạ nhôm kẽm AZ200 sử dụng cho tổ hợp sản xuất ô tô VinFast. Xin giới thiệu với anh chị, đây là 12 bảng màu chính của cái dòng sản phẩm KinMark Clean. Thì các anh chị nhìn vào bảng màu, các anh chị sẽ nhìn thấy là cái tên của sản phẩm, ví dụ như chúng ta thấy là Classic White và chúng ta sẽ thấy một cái con số đi kèm đó là con số 94, hoặc là chúng ta nhìn thấy cái màu Royal Blue với con số đi kèm là 70. Thì các anh chị cũng không biết các anh chị có nghĩ gì về con số này không ạ? Thì tôi xin cũng giới thiệu với anh chị, thì cái con số này chính là con số chỉ số phản xạ ánh sáng mặt trời. Đây là một cái chỉ số đặc trưng đối với những cái yêu cầu của sản phẩm đáp ứng được cái tiêu chuẩn LEED. Vì cái yêu cầu này nên chúng tôi đã cho ra đời dòng sản phẩm KinMark LEED với chỉ số phản xạ ánh sáng mặt trời cao, đáp ứng với các yêu cầu công nghiệp. Thì đa số các công trình công nghiệp của chúng ta thì có độ dốc máy thường nhỏ hơn 10 độ. Thì với độ dốc máy này theo yêu cầu của tiêu chuẩn LEED thì chỉ số SI của chúng ta phải lớn hơn 82. Thì cái sản phẩm đối với dòng sản phẩm KinMark LEED này sẽ mang đến cho các anh chị giải pháp đối với yêu cầu chỉ số phản xạ ánh sáng mặt trời này. Với cấu hình sản phẩm là tôn mạ nhôm kẽm AZ150 và AZ200 cùng với cái hệ sơn polyester. Cùng với hệ sơn Super Polyester hoặc là hệ sơn SMB, thì sản phẩm này mang đến cho chúng ta giải pháp về chỉ số phản xạ ánh sáng mặt trời cũng như là độ bền màu vượt trội phù hợp với các công trình yêu cầu về tiêu chuẩn LEED hoặc là các công trình xanh.
Em xin giới thiệu với anh chị là bảng màu chính của 6 màu. Thì ở trong đây chúng ta thấy các tông màu này đều có cái chỉ số phản xạ ánh sáng mặt trời cao hơn 82. Đây điển hình là cái màu Lux White của chúng ta chỉ số là 94, hoặc là các màu như là màu trắng ba là cái màu thông dụng với chỉ số là trên 85, chỉ số này trên 85. Để em xin giới thiệu với anh chị hai dự án điển hình mà chúng ta đã cung cấp cho khách hàng với yêu cầu là chỉ số SI lớn hơn 82. Đó là dự án nhà máy Lưu Thái ở Tây Ninh và dự án nhà máy Tiền Phong ở Long An. Tiếp theo em xin giới thiệu với anh chị dòng sản phẩm KinMax Panel. Đây là dòng sản phẩm có cấu hình cực kỳ linh động. Với tòa nền của chúng ta có cái dải phân bố rộng từ AZ30 cho đến AZ200. Và với sơn mặt chính của chúng ta cũng có hình cực kỳ đa dạng từ độ dày sơn cho đến các hệ sơn chúng ta sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng linh động với hệ sơn polyester, poly super polyester, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng hệ sơn PVDF tùy theo yêu cầu ứng dụng của khách hàng. Và hệ sơn mặt lưng ở đây chúng ta sử dụng hai hệ sơn đặc biệt. Hệ sơn thứ nhất là hệ sơn Ebusi có khả năng bám dính tốt đối với cái bông khoáng cũng như là các phomiu trong cái ứng dụng panel. Và hệ sơn thứ hai chúng tôi cũng offer cho các anh chị ở đây là hệ sơn polyester đặc biệt. Đây là cái hệ sơn dành riêng cho ứng dụng panel. Thì đối với sản phẩm panel này, đây là chính là cái giải pháp cho các anh chị dùng cho các công trình công nghiệp như là các nhà kho đông lạnh hoặc là những cái nhà văn phòng mà chúng ta cần phải cách âm, cách nhiệt, và cũng như là cái yêu cầu của công trình xanh. Bây giờ tôi nói đến công trình xanh ở đây là chúng tôi đang muốn nói đến giá trị U-value, cái giá trị truyền nhiệt tổng thể trong yêu cầu của tiêu chuẩn LEED. Thì cái sản phẩm panel của chúng tôi sẽ đưa ra cho các anh chị các giải pháp để cái đáp ứng được cái yêu cầu này. Xin giới thiệu với các anh chị đây là các bảng màu, 16 màu cơ bản của dòng sản phẩm KinMax Panel. Và đây là dự án điển hình đối với tổ hợp sản xuất ô tô VinFast. Chúng tôi cung cấp cho ô tô VinFast hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là dòng sản phẩm KinMax PVDF với cái ứng dụng cho cái nhà máy sản xuất, và cái giải pháp thứ hai đó là giải pháp KinMax Panel với hệ sơn mặt chính là SB và hệ sơn mặt lưng là Epoxy. Sau khi đi qua bốn dòng sản phẩm với những tính năng đặc trưng theo yêu cầu của công trình công nghiệp, thì tôi cũng muốn giới thiệu với chị, với các anh chị dòng sản phẩm thứ năm, đó là dòng sản phẩm KinMax Metallic. Đây là dòng sản phẩm mang đến cái tính năng thẩm mỹ cao với năm màu cơ bản cùng với cái tính năng mang đến hiệu ứng ánh kim của cái hệ sơn polyester đặc biệt trên tone nền AZ150 và AZ200. Thì sản phẩm KinMax Metallic có thể đáp ứng được các yêu cầu về thẩm mỹ cao của anh chị. Đây là cái sản phẩm, đây là một cái công trình điển hình chúng tôi đã offer dòng sản phẩm KinMax Metallic. Đó là nhà máy dệt sợi dệt Protect ở Tây Ninh. Với cấu hình sản phẩm là chúng ta sử dụng hệ sơn polyester với độ dày sơn là 25 micron. Và cuối cùng thì tôi xin giới thiệu với anh chị một dòng sản phẩm có cái tính năng đặc biệt hơn tất cả những dòng sản phẩm mà chúng ta vừa đi qua. Thì đối với cái sản phẩm KinMax SMB ở đây, chúng ta có thể sử dụng được cho các môi trường khắc nghiệt và có cái sự chuyển tiếp về nhiệt độ đột ngột giống như là sự chênh lệch nhiệt độ với ngày và đêm trong môi trường ở châu Âu và châu Mỹ. Đây là cái sản phẩm mang đến các giải pháp cho những cái môi trường công nghiệp đặc thù. Sản phẩm KinMax SMB được cấu thành từ tôn nền AZ150 và AZ200 với cái hệ sơn SMB 4 lớp, phù hợp với các môi trường có sự thay đổi nhiệt độ nhanh. Thì chúng ta có thể thấy là đối với các môi trường như châu Mỹ, châu Âu, thì đối với sản phẩm SMB toàn Đông Á có thể offer cho các anh chị bảo hành lên đến 40 năm. Trước khi đi qua cái phần bảo hành sản phẩm thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị một cái đề tài, có nghĩa là một cái câu hỏi. Chúng ta có thể tích hợp các tính năng của 6 dòng sản phẩm KinMax trên cùng một sản phẩm được hay không ạ? Xin thưa với các anh chị là chúng ta có thể tích hợp một vài tính năng của các dòng sản phẩm trên một sản phẩm offer cho công trình. Ví dụ như chúng ta có thể tích hợp cái tính năng đáp ứng được yêu cầu LEED với chỉ số SI cao, với lại các chứng chỉ thân thiện với môi trường như là khả năng tái chế hoặc là khả năng không chứa các chất độc hại, cùng với tính năng tự làm sạch của sản phẩm để mang đến cái độ bền màu cao cho một cái sản phẩm dùng cho công trình. Ví dụ như chúng ta có thể dùng cho tích hợp trên sản phẩm panel chẳng hạn. Tuy nhiên chúng ta không thể tích hợp
các tính năng của dòng sản phẩm BVDF trên cái dòng sản phẩm Super Polyester. Đồng nghĩa là chúng ta không thể mạ một cái sản phẩm mà vừa có lớp mạ của BVDF trên cùng một mặt đối với cái sản phẩm mà SBL. Thì tiếp theo xin chia sẻ với anh chị về chính sách bảo hành của sản phẩm Tân Đông Á. Chính sách bảo hành của sản phẩm Tân Đông Á rất linh động với ba chính sách bảo hành chính. Bảo hành thứ nhất là bảo hành ăn ngon thuận. Đối với dòng sản phẩm Kinh Mắt, Tân Đông Á đem đến bảo hành cho các anh chị với thời gian lâu dài nhất lên đến 50 năm. Chính sách bảo hành thứ hai là chính sách bảo hành tính năng tự làm sạch. Với dòng sản phẩm Kinh Mắt Clean thì lên đến 5 năm. Chính sách thứ ba là chính sách bảo hành về chế độ phai màu, đồng nghĩa là độ bền màu của sản phẩm sơn. Thì hiện tại là độ bền màu chúng ta bảo hành cao nhất đối với cái sản phẩm Kinh Mắt SMB với thời gian là 30 năm cho thị trường châu Âu và châu Mỹ. Thì đối với cái thị trường tropical ở như ở Việt Nam thì chúng ta sẽ bảo hành tối đa lên đến 20 năm. Thì ngoài những cái chế độ bảo hành như ăn mòn thủng, tự làm sạch và phai màu, thì theo yêu cầu đặc trưng riêng của từng công trình công nghiệp, chúng ta có yêu cầu là cái môi trường sử dụng khắc nghiệt khác nhau. Có thể là môi trường sản xuất phát sinh hơi axit hoặc là môi trường kết hợp vừa biển vừa sản xuất. Thì Tân Đông Á đã ban hành cái chính sách bảo hành theo môi trường và chính sách này áp dụng đặc trưng riêng cho từng công trình. Thì để biết thêm cái chi tiết về cái chính sách bảo hành này thì các anh chị vui lòng liên hệ với bạn Nhất Anh, hiện đang phụ trách là phó giám đốc kinh doanh nội địa 3. Thì bạn Nhất Anh sẽ tư vấn cho các anh chị về cấu hình sản phẩm phù hợp nhất và cái bảo hành mà tối ưu nhất cùng với cái giá cả hợp lý nhất cho anh chị. Dạ thì với cái thương hiệu Kinh Mắt và với cái sản phẩm, các dòng sản phẩm Kinh Mắt thì Tân Đông Á tự tin mang đến cho các anh chị những tối ưu sao. Thứ nhất là thương hiệu uy tín trong và ngoài nước. Thứ hai là Kinh Mắt là một dòng sản phẩm với cấu hình cực kỳ đa dạng cùng với chất lượng vượt trội, có thể đáp ứng được các yêu cầu từ cơ bản nhất cho đến khắt khe nhất của các công trình công nghiệp. Thứ ba là về cái chính sách bảo hành linh động cùng với thời gian bảo hành dài và mình áp dụng linh động cho từng công trình. Điều thứ tư Kinh Mắt có thể mang đến, cũng như Tân Đông Á có thể mang đến cho các quý anh chị, đó là dịch vụ bán hàng cũng như là đội ngũ tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm với giá cả hợp lý và cạnh tranh. Thì Kinh Mắt chính là cái giải pháp kinh tế tối ưu cho các công trình công nghiệp. Thì trước khi kết thúc cái bài trình bày thì tôi xin mời các anh chị xem qua cái video giới thiệu tổng quan về cái dòng sản phẩm Kinh Mắt. KingMax là sản phẩm cao cấp của Tôn Đông Á, được sản xuất với sự kết hợp giữa lớp thép nền mạ kẽm hoặc hợp kim nhôm kẽm và các hệ sơn chuyên biệt, cho khả năng đáp ứng các yêu cầu từ cơ bản đến khắt khe nhất của nhiều loại hình dự án và công trình khác nhau. Các đặc tính của KingMax bao gồm KingMax PVDF, KingMax Clean, KingMax SMP, KingMax Lead, KingMax Panel và KingMax Metallic. KingMax được sản xuất theo các tiêu chuẩn Mỹ ASTM A755, Úc ASNGS 2728, Nhật Bản JIS G3322, Châu Âu BSEN 10169. Sản phẩm KingMax có cấu tạo các lớp bao gồm thép nền, lớp mạ kẽm hoặc hợp kim nhôm kẽm, tăng khả năng chống ăn mòn vượt trội, lớp biến tính tăng khả năng bám dính sơn, lớp sơn lót tăng khả năng chống ăn mòn lớp sơn, lớp sơn hoàn thiện với các hệ sơn chuyên biệt, lớp bảo vệ bề mặt tùy chọn, tăng khả năng bảo vệ bề mặt, giảm trầy xước và gia tăng tuổi thọ của lớp sơn. KingMax PVDF là sản phẩm cao cấp của Tôn Đông Á với sự kết hợp giữa lớp thép nền mạ kẽm hoặc hợp kim nhôm kẽm và lớp sơn phủ đặc biệt PVDF. Với thành phần chủ yếu 70% là nhựa Kynor 500 hoặc Hylor 5000, giúp cho sản phẩm có độ bền màu và khả năng chống ăn mòn ở mức cao nhất. Ứng dụng KingMax PVDF phù hợp với ứng dụng làm vách, tấm lợp cho các nhà máy sản xuất có phát sinh hơi hóa chất hoặc độ ẩm cao như nhà máy sản xuất hóa chất, nhà máy nhuộm, resort, hồ bơi, trang trại chăn nuôi nông nghiệp. Thích hợp sử dụng cho môi trường C1, C2 ôn hòa, C2Y công nghiệp, C3 công nghiệp và biển. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm được thiết kế riêng cho các dự án có yếu tố ăn mòn nhân tạo từ hoạt động bên trong hoặc xung quanh công trình như các tác nhân hóa học và sinh học. Một sự lựa chọn khác là sản phẩm có thể đáp ứng cho các dự án yêu cầu độ bền màu cao nhất nếu chỉ xét về yếu tố ăn mòn tự nhiên. Sản phẩm KingMax PVDF được bảo hành ăn mòn thủng 30 năm, bảo hành phai màu lớp sơn 20 năm, bảo hành chống bám bụi 5 năm.
King Max Clean là sản phẩm cao cấp của Tôn Đông Á với công nghệ sản xuất vượt trội, sử dụng hệ sơn đặc biệt kết hợp với lớp thép nền mạ kẽm hoặc hợp kim nhôm kẽm. Ưu điểm nổi bật của King Max Clean là khả năng tự làm sạch bề mặt tấm lợp, giúp sản phẩm có độ bền màu cao và chống ăn mòn vượt trội, từ đó gia tăng tuổi thọ cho công trình. Ứng dụng King Max Clean được ứng dụng làm vách, tấm lợp cho các công trình yêu cầu thẩm mỹ, độ bền màu, thích hợp sử dụng cho môi trường C1, C2 ô hòa, C2Y công nghiệp, C3 công nghiệp và biển, C4M biển. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm: độ bền màu cao của hệ sơn với công thức cải tiến cho khả năng tự làm sạch bề mặt, khả năng chống ăn mòn vượt trội. Sản phẩm King Max Clean được bảo hành ăn mòn thủng 30 năm, bảo hành phai màu lớp sơn 10 năm, bảo hành chống bám bụi 5 năm. King Max SMP là sản phẩm cao cấp được Tôn Đông Á sản xuất, phù hợp cho công trình tại các khu vực với điều kiện nhiệt độ môi trường có sự chênh lệch và chuyển tiếp đột ngột. Ứng dụng King Max SMP được ứng dụng làm vách, tấm lợp cho các công trình đòi hỏi độ bền cao hoặc có sự thay đổi nhiệt độ lớn, thích hợp sử dụng cho môi trường C1, C2 ôn hòa, C2Y công nghiệp, C3 công nghiệp và biển. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm: khả năng chịu sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, sốc nhiệt giữa nóng và lạnh. Sản phẩm King Max SMP được bảo hành ăn mòn thủng 30 năm, bảo hành phai màu lớp sơn 10 năm. King Max Lead là sản phẩm cao cấp của Tôn Đông Á, với tính năng giảm nhiệt độ bề mặt mái bằng cách làm giảm sự hấp thụ bức xạ mặt trời của tấm lợp. Tùy thuộc vào màu sắc lựa chọn sử dụng sẽ cho khả năng phản hồi bức xạ mặt trời ở mức độ cao hay thấp, từ đó tác động đến nhiệt độ mái lợp. Ứng dụng: King Max Lead được ứng dụng làm vách, tấm lợp cho các công trình xanh Green Building hoặc các công trình có yêu cầu chỉ số phản xạ ánh sáng mặt trời SRI, Solar Reflectance Index. Thích hợp sử dụng cho môi trường C1, C2 ôn hòa, C2Y công nghiệp, C3 công nghiệp và biển. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm: tiết kiệm chi phí tiêu thụ điện năng, đem lại hiệu quả mát hơn trong môi trường làm việc, đóng góp vào thang điểm để dự án đạt được tiêu chuẩn LEED. Sản phẩm King Max LEED được bảo hành ăn mòn thủng 30 năm, bảo hành phai màu lớp sơn 10 năm. King Max Panel là sản phẩm cao cấp được Tôn Đông Á phối hợp cùng các nhà cung cấp sơn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu sơn, đem đến mức độ bám dính tốt nhất của lớp tôn mạ màu bên ngoài và phần cách nhiệt bên trong, giúp cho sản phẩm có khả năng đáp ứng các yêu cầu cao nhất của thị trường. Ứng dụng: King Max Panel được ứng dụng làm vách, tấm lợp cho kho lạnh, kho đông và các ứng dụng cách âm, cách nhiệt. Thích hợp sử dụng cho môi trường C1, C2 ôn hòa, C2Y công nghiệp, C3 công nghiệp và biển. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm: độ bám dính cao giữa lớp tôn mạ màu với lớp cách nhiệt bên trong. Sản phẩm King Max Panel được bảo hành ăn mòn thủng 30 năm, bảo hành phai màu lớp sơn 10 năm. King Max Metallic là sản phẩm cao cấp của Tôn Đông Á, được sản xuất phù hợp với yêu cầu của các dự án đặc biệt, đòi hỏi hiệu ứng ánh kim, thể hiện sự cứng cáp và vững chãi của kim loại thông qua ý đồ thiết kế, mang tính biểu trưng riêng của công trình. Ứng dụng: King Max Metallic được ứng dụng làm vách, tấm lợp cho các công trình đòi hỏi hiệu ứng ánh kim. Thích hợp sử dụng cho môi trường C1, C2 ôn hòa, C2Y công nghiệp, C3 công nghiệp và biển. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm: tạo sự khác biệt cho công trình theo từng góc nhìn và điều kiện ánh sáng, đem lại hiệu quả thị giác, tạo cho công trình vẻ đẹp ấn tượng, thu hút ánh nhìn. Sản phẩm King Max Metallic được bảo hành ăn mòn thủng 25 năm, bảo hành phai màu lớp sơn 2 năm. King Max được Tôn Đông Á sản xuất qua nhiều công đoạn trên các dây chuyền với công nghệ hiện đại từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, đi kèm quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Sản phẩm được đóng gói hoàn thiện cho khả năng nhận diện cao, mang đặc trưng riêng của Tôn Đông Á. Sản phẩm King Max của Tôn Đông Á được khách hàng tin tưởng lựa chọn, sử dụng cho các dự án trong và ngoài nước. Xin được cảm ơn phần trình bày của bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó Giám đốc Khối Chất lượng Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.
Thưa quý vị, ngay lúc này nếu như mà quý vị có thắc mắc hay là câu hỏi nào, chúng ta có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ để đến phần Q&A trong phần cuối của chương trình. Quý vị có thể trực tiếp gửi đến các chuyên gia của chương trình. Và kính thưa quý vị, ngoài việc đầu tư vào thiết bị công nghệ, dây chuyền thiết bị hiện đại, thì việc chọn lọc nguồn nguyên liệu đầu vào cũng là một trong những yếu tố quan trọng cấu tạo nên những sản phẩm chất lượng của Tôn Đông Á. Kinmax là dòng sản phẩm cao cấp với sự kết hợp giữa lớp thép nền mạ kẽm hoặc hợp kim nhôm kẽm và các hệ sơn chuyên biệt đến từ PPG, đem lại chất lượng vượt trội, chống chọi được với những môi trường khắc nghiệt nhất. Để hiểu hơn về các hệ sơn cao cấp mà PPG đang cung cấp cho Tôn Đông Á trong khoảng thời gian này, chúng tôi xin kính mời ông Lê Đông Lâm, Giám đốc điều hành Sơn Công nghiệp và Sơn Ô tô Việt Nam, Sơn Tôn Mạ Màu và Nhôm Định Hình khu vực Đông Nam Á, công ty trách nhiệm hữu hạn PPG Việt Nam sẽ có lời chia sẻ trước hội nghị. Xin gửi lời chào đến toàn bộ hội nghị và trước mặt lần đầu tiên xin cảm ơn ban lãnh đạo công ty Tôn Đông Á đã có mời PPG tham dự cái hội thảo của ngày hôm nay với tư cách là một trong những nhà cung cấp các giải pháp về sơn trên thị trường Việt Nam nói chung và cho Tôn Đông Á nói riêng. Thì cái phần trình bày của bên phía PPG sẽ bao gồm ba cái phần chính, vì lý do mà thời gian nên mình cũng sẽ đi rất là nhanh về cái phần đề phần giới thiệu chung về PPG, sau đó là giới thiệu các sản phẩm về coi như là ứng dụng của sản phẩm coi của PPG trên thị trường thế giới cũng như thị trường Việt Nam, và mình sẽ và phần cuối cùng cũng như là nếu các anh chị và các bạn mà có câu hỏi gì thì có một Q&A gửi ban hoặc đến ban tổ chức, thì bên mình sẽ có những cái giải đáp liên quan đến vấn đề về sơn. Okay. Thì trước mắt xin giới thiệu sơ bộ về PPG. PPG là tập đoàn sơn, một trong những tập đoàn sơn lớn nhất trên toàn thế giới và có cái headquarter tại thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania của Mỹ. Hiện nay chúng tôi hoạt động trên khoảng 70 quốc gia trên toàn thế giới và có khoảng hơn 47.000 nhân viên trên toàn thế giới. Và cũng như các tập công ty lớn trên thế giới này, chúng tôi tập trung rất là nhiều vào cái phần và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, và cái quan trọng là phát triển bền vững, đó là một trong những ưu tiên hàng đầu về tiêu chí của tập đoàn. Chính cùng điều này là đã giúp cho PPG khẳng định được cái vị trí của một tập đoàn sơn lớn nhất thế giới hiện nay trên toàn thế giới, tập trung vào rất là nhiều vào phần nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và cũng như là phát triển bền vững. Và nhân các sơ qua về các hành lĩnh hoạt động của PPG trên toàn thế giới, thì doanh thu năm 2019 của chúng tôi là khoảng 15 tỷ đô. Thì về phần sơn thì cung cấp rất là nhiều mảng, trong đó cả cái mảng sơn công nghiệp và những cái các mảng khác như các anh chị thấy trên màn hình. Thì cái mảng sơn coi coating thì tôn là màu á, thì nó nằm trong phân khúc là mảng sơn công nghiệp. Và PPG xuất phát cái phần có hoạt động trên toàn thế giới, thì cái phân khúc cái dân số chính của chúng tôi thì vẫn chủ yếu đến từ là châu Mỹ. Và nhưng mà các anh chị có thấy là cái phần phân khúc phát triển ở thị trường châu Á cũng là tăng lên rất là nhiều trong những năm qua, từ 6% lên contribute tới là 17% trên tổng doanh thu tập đoàn, chứng tỏ là cái trong những năm gần đây thì PPG cũng định hướng phát triển và phát triển rất nhiều ở những cái thị trường đang mới phát triển như là châu Á. Đó là một thị trường trọng tâm mà chúng tôi cũng tiếp tục phát triển cái thị trường đó trong những năm tới, đó là ưu tiên của tập đoàn. Và PPG xuất phát điểm PPG nó làm rất là nhiều mạng về kinh doanh, trong đó có mạng chemical, có mạng kính và mạng sơn. Nhưng mà từ năm 2019 thì chúng tôi đã chuyển đổi kinh doanh, tập trung 100% nguồn lực chúng tôi vào tập trung phát triển cái ngành sơn thôi. Những cái ngành kính và ngành chemical là chúng tôi đã bán cho những đơn vị khác và chỉ tập trung vào ngành sơn. Và cũng như cũng nhắc lại cái ý ban đầu chúng tôi nói ban đầu á, thì cái ưu tiên của tập đoàn đó là cái phần phát triển bền vững, đó là một trong những ưu tiên mà đi xuyên suốt trong cái lịch sử hoạt động khoảng 120 năm của PPG trên toàn thế giới, là cũng như các tập đoàn đấy là một cái phát triển về bền vững. Ở Việt Nam thì chúng tôi vào Việt Nam từ năm 2000 và chúng tôi ở Việt Nam hiện nay là có 3 nhà máy, ở một nhà máy ở khu vực Amata, một nhà máy ở khu vực Long An và một máy ở khu vực Yên Phong. Thì các nhà máy ở đây sản xuất tùy theo các cái ứng dụng và cái yêu cầu của khách hàng. Có nhà máy ở khu vực miền Bắc tập trung chủ yếu sản xuất sơn xe hơi,
xe máy và các thiết bị gia dụng điện tử. Nhà máy lớn nhất mà chúng tôi sản xuất về sản phẩm tôm làm màu hiện nay ở khu vực công nghiệp Amata, mà có một nhà máy ở khu vực chúng tôi ở Long An là chuyên sản xuất về sơn bột tình điện. Thì nói về coating của PPG thì coating có lịch sử ở VV có lịch sử phát triển từ niên 60 đến bây giờ, và đầu tiên chúng tôi phát triển ở thị trường Mỹ, sau đó mở rộng qua các thị trường khác như là châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Thì cái nói về cái sản phẩm coating đấy thì nó thành chỉ thấy cái màn hình đó, nó bao gồm rất là nhiều cái hệ sơn và lớp sơn trên một bề mặt. Ở trên cái để cho các anh chị hiểu về cái mặt cơ cấu của một cái lớp sơn là lớp coi hoàn thiện là bao gồm như thế nào, thì bên mình có sơ bộ là cho các bạn như là một cái tấm bay, rồi sau đó các nhà cung cấp sơn phủ lên một cái tấm là metal coating, là tấm phủ kim loại, sau đó qua đến xử lý bề mặt, tiếp theo đó là một lớp sơn lót, tiếp theo đó là đến các lớp sơn phủ, và thậm chí có một số sản phẩm là có một tới bốn lớp sơn, đó là một lớp clear coat trên đó nữa. Thì đó là một cái hệ sơn hoàn thiện. Thì các nhìn đó là một cái quá trình được tấm kim loại được bao phủ rất là nhiều các lớp để tăng cường cái tính năng bao phủ cũng như làm đẹp cho cái tấm coi cuối cùng các quý vị thấy trên thị trường. Chúng tôi cũng chia rất là nhiều sản phẩm tùy theo cái ứng dụng và yêu cầu của khách hàng, trên yêu cầu cũng như ứng dụng trên khách hàng. Đối với ở thị trường châu Á thì ở Việt Nam thì chủ yếu ứng dụng hiện nay 80% cái sản phẩm mà tôn mạ màu thì được sử dụng cho các sản phẩm là building, làm mái, làm tường, làm vách. Nhưng cũng có một số cái ứng dụng khác cũng bắt đầu làm như appliance, như các vị thấy là đó các cái thiết bị gia dụng ở trong nhà như là tủ lạnh, máy giặt thì là thiết bị appliance. Thì tùy theo cái yêu cầu và cái yêu cầu của ứng dụng cũng như là cái chủ đầu tư hay là yêu cầu của khách hàng thì chúng tôi sẽ đưa ra những dòng sản phẩm phù hợp với từng ứng dụng để đảm bảo tiêu chí đạt được về cái tính năng kỹ thuật cũng như cân bằng về cái chi phí cũng như cái tiêu hao cũng như cái giá. Thì về dòng sản phẩm choi coating thì thường nó rất là nhiều dòng sản phẩm, nhưng mà chúng tôi có thể tóm tắt lại trong 4 dòng sản phẩm phổ biến, đó là sản phẩm polyester, sản phẩm sơn polyester, sản phẩm thứ hai là super polyester, sản phẩm silicone modified polyester và sản phẩm Duana, gọi là sản phẩm PVDF coating, là sản phẩm cao cấp nhất hiện nay. Thì và ngoài ra có rất nhiều sản phẩm cao cấp, nhưng mà trên thị trường hiện nay là dùng 4 sản phẩm chính như vậy. Thì sản phẩm polyester thì chúng tôi có cái sản phẩm trademark trên thị trường gọi là Trueform polyester, sản phẩm phúc super polyester thì hiện nay PPG có cái brand name trên thị trường là bao gồm 3 dòng sản phẩm: Trueform super polyester, Trueform SPE, Trueform self cleaning là công nghệ sơn tự làm sạch, và Trueform cool drop là công nghệ sơn làm mát. Đối với sản phẩm silicone modified polyester thì PP có sản phẩm là Durastar, và sản phẩm là Durastar Ultra Cool, có nghĩa là mát ở cấp độ cao hơn. Và một sản phẩm hiện nay mà có tính ưu việt và nổi trội nhất về cả tính năng bảo vệ và tính năng bảo vệ môi trường và tính năng chống ăn mòn rất là cao, đó là sản phẩm Duana hay còn gọi là PVDF trên thị trường hiện nay. Đối với cái sản phẩm Duana hiện nay trên thị trường của PPG thì sản phẩm này được phát triển từ những năm 60, năm 1960 PPG đã thương mại cái sản phẩm này trên thị trường Mỹ. Và cái sản phẩm này trong cái yêu cầu của các quý vị có thể là khi trên thị trường có thể là nhiều cái tên gọi khác nhau trên thị trường, khi các anh chị có thể yêu cầu sơn đó là fluorocarbon, có thể sẵn gọi là PVDF, có thể gọi là PVF2, nhưng mà cái cơ bản thành phần của cái thành phần chính mà dẫn đến để tạo ra một tính năng ưu việt cho cái sản phẩm Durana này đó là cái hàm thành phần nhựa sử dụng trong công thức, là sử dụng nhựa trong công thức, là sử dụng loại nhựa gọi là PVDF. Ở trên thị trường các bạn có thể nghe đó là Kina 500 hay là nhựa PVDF. Thực ra Kina 500 là một cái trademark của cái loại nhựa PVDF, và trong công thức Durana của PPG là sử dụng ít nhất trong thành phần nhựa là 70%, đảm bảo 70% cái phần nhựa Kina 500 để đảm bảo được cái tính tối ưu về mặt chất lượng, độ bền và cũng như cân bằng với các tính chất cơ ly hóa khác, và đảm bảo phần cost, phần chi phí vừa phải. Và 100% cái lượng cái bột màu sử dụng trong cái sơn PVDF này là bột màu vô cơ,
và cái đặt tiêu chuẩn cái này 2605 là tiêu chuẩn của Hiệp hội Kiến trúc của Mỹ, là tiêu chuẩn là cao nhất trong cái nhóm sơn gọi là sơn kiến trúc hoặc sơn trang trí, và cái chế độ bảo hành thì có thể từ 20 năm trở lên tùy theo cái vị trí, location, vị trí và cái ứng dụng của công trình của khách hàng. Thì như Lâm nói hồi nãy, tôi có nói trước hồi nãy là cái PVDF ở trên thị trường có thể là rất là nhiều cái tên gọi, có nhiều nơi trong các tài liệu spec yêu cầu họ gọi là PVDF, hoặc có thể gọi là PVF2, hay còn gọi là Full Carbon Resin. Thì nó xuất phát từ cái name và cái tên của cái tên hóa học của cái loại nhựa này gọi là polyvinyl difluoride, tức là cái liên kết giữa cái carbon và fluor làm cái là một liên kết bền vững, nên tạo ra cái màng sơn rất là có độ bền rất là lâu, có khả năng chống kháng ăn mòn cũng như là axit rất là tốt. Và ở trên thị trường hiện nay có hai nhà sản xuất nhựa cho cái loại nhựa PVDF này, đó là Arkema có cái thương hiệu là Kaina 500, và cái thương hiệu thứ hai là đơn vị thứ hai sản xuất là Solay Solasis, là cái thương hiệu và trade name của cái nhựa PVDF là Haila 5000. Và cái trong công thức của sơn của PPG, Piedurana PPG luôn sử dụng ít nhất là 70% cái hàm lượng nhựa này. Cũng có rất là nhiều cái sản phẩm PVDF khác trên thị trường, nhưng mà cái hàm lượng nhựa của người ta thì có thể là sử dụng ở 60, 50, 30% tùy theo. Và người ta cũng định ra của mình là sản phẩm sơn PVDF. Thì đó là cái khác biệt ở trong thành phần trong công thức là như vậy. Thì đặc điểm, cái ưu việt tuyệt đối của cái sữa sơn Duracoil mà trên thị trường hiện nay, thứ nhất đó là lip free, và thứ hai là cái độ bền, thứ ba là cái dải màu sắc rất là rộng, có thể bao gồm sử dụng được màu solid, màu có ánh kim và màu bột màu mica. Và cái thương hiệu cơ bản của PVD, chủ yếu trên PVD hiện nay tất cả các sản phẩm sơn về PVDF thì có một thương gọi chung, đó là sơn Durana. Để mà sản xuất được cái nhà máy, được sản xuất được cái sơn Durana này thì tất cả các nhà máy sản xuất sơn PVDF đều phải có một cái chứng chỉ của nhà cung cấp. Chứng chỉ nhà cung cấp như là một cái certificate để đánh giá là các nhà máy đó đủ năng lực và đủ kiến thức và để mà đảm bảo được cái chất lượng và không phá được cái thương hiệu PVDF hay là resin Kaina của các nhà cung cấp nhựa. Do đó thì hàng năm các nhà máy sản xuất sơn coil Durana của PPG đều phải qua một cái quy trình đánh giá của nhà cung cấp, đó là Arkema. Và cái chứng chỉ này chỉ có giá trị trong một năm, cứ mỗi năm người ta là đánh giá lại xem thử các nhà máy để sản xuất sơn có đạt được tiêu chuẩn hay không. Để cái cuối cùng á, để mất ruột, để khẳng định được một điều là cái duy trì cái chất lượng của cái sản phẩm PVDF coil nó vẫn đảm bảo tối ưu nhất. Thì cái danh sách những danh mục nhà máy mà được sản xuất được có chứng chỉ này thì được public trên cái trang web của tất cả các nhà cung cấp nhựa của Kaina, của Arkema hay là của Haila 5000, thì các anh chị có thể là tham khảo trên chỗ thị trường từ nhà máy ở PPG ở khu nghiệp Alata, thì là có cái chứng chỉ này từ cách đây 10 năm, và cứ mỗi năm là bên chỗ nhà cung cấp sẽ tiếp tục đánh giá và cấp lại chứng chỉ cho nhà máy từng năm một. Và để PPG có được cái lịch sử phát triển như vậy thì ở trong các khi mà PPG đưa ra những cái thông số cũng như cam kết những cái điều khoản bảo hành cho khách hàng thì chúng tôi hoàn toàn dựa vào những cái thông số thực tế của những sản phẩm trải nghiệm trên thị trường, từ đó để đưa ra những cái cam kết cũng như là về độ bền màu, cam kết những độ bền độ bóng, giảm độ bóng hay độ phân hóa. Thì tất cả các sản phẩm sơn của PPG ở PPG có một cái trạm phơi mẫu thực tế có mặt tên là Florida của Mỹ, và cái trạm phơi mẫu đến thời này có được khoảng hơn 50 năm tuổi. Thì ở đây chúng tôi lưu trữ tất cả những cái sản phẩm sơn mà chúng tôi phát triển cũng như đã ứng dụng trên các công trình thực tế và đang trong phơi thực tế. Cái vùng Florida là một cái vùng có thời tiết rất là khắc nghiệt và rất là gần biển, cách biển dưới một mai, thì độ bổ điện ăn mòn cao, để kiểm tra, để minh chứng cái tính năng bảo vệ, tính năng chống ăn mòn cũng như độ phai màu theo thời gian của các sản phẩm PPG bao gồm sơn Durana, polyester và sơn silicon modified, tất cả những sản phẩm đó. Thì hàng năm chúng tôi sẽ đo đạc và có những cái thông số
thực tế của các sản phẩm này và 100 phân mộ ở Florida ở Mỹ. Và ở thị trường Việt Nam thì chúng tôi cũng phát triển một cái trạm phơi mẫu thực tế để đánh giá đúng cái thực trạng của cái tình hình khí hậu thời tiết ở khu vực Việt Nam. Trung như nào thì cái trạm phơi mẫu này chúng tôi đặt tại tỉnh Long An, và cái trạm phơi mẫu này cho đến bây giờ nó có tuổi đời khoảng 6-7 năm. Tại đây thì chúng tôi cũng có phơi những cái màu thực tế của những công trình chúng tôi đã thực hiện ở trong khu vực Việt Nam và khu vực Đông Nam Á để xem thực tế là cái độ phai màu cũng như là cái độ duy trì độ bóng của các sản phẩm của chúng tôi phát triển trên thị trường Việt Nam như thế nào. Lý do chúng tôi được đặt một cái đàm phơi ở đây để khẳng định là một điều nữa, để chứng minh lại là cái sản phẩm chúng tôi là thực tế và có ứng dụng tại thị trường. Nhiều khi có những số liệu và những data ở tất cả các thị trường khác quốc tế thì nhiều khi nó không phù hợp ở thị trường Việt Nam, bởi vì cái điều kiện thời tiết, điều kiện khí hậu và môi trường ở tất cả mọi nước là khác nhau cả. Nên chính đó là lý do mà chúng tôi cũng xây dựng thêm một trạm phơi mẫu thực tế ở khu vực Long An. Để cho các quý vị hình dung, để mà nói về các chỉ số của bền màu thì bao gồm ba cái chỉ số độ bền của sản phẩm, thì bao gồm các chỉ số độ phơi màu, độ bền, độ bóng và độ phấn hóa. Thì có thể là từ chuyên môn các anh chị không hiểu nên chúng tôi ở đây có một số cái hình ảnh để minh chứng cái độ bền màu của các sản phẩm sơn theo thời gian như thế nào. Thì đây là một cái test mà chúng tôi có được ở khu vực Florida sau 17 năm ở cái trạm phơi Florida. Như tôi vừa nêu trên, thì khi mà test thì các người các kỹ sư chúng tôi ở trong phòng thí nghiệm là tra đi cái phần trên của quý vị, thực hành tra cái phần trên đi và phơi ra cái phần dưới, thì các quý vị có thấy là sau 17 năm cái hệ sơn PVF nó chuyển từ cái màu đậm này, nó sẽ phai ra thành cái màu này, trong khi đó cái hệ sơn silicone polyester thì nó phai từ cái màu gốc là như thế này, nó đi xuống cái màu này gần như là bay màu hết, kèm theo đó là và tương tự cái màu khác, có một số cái màu mà hệ sơn là acrylic thì hầu như là bạc hết, thì trong khi cái hệ sơn mà PVF nó vẫn thể hiện cái tính năng vượt trội, nó vẫn duy trì được cái độ bền màu của nó như gốc ban đầu. Nhưng mà theo mắt thường nhìn thấy như một công trình khác ở Tayo Steel, một công trình, một cái bức tường sơn ở một năm trên năm bắt đầu lắp tại hiện trường vào 1981, sau 14 năm thì các quý vị có thấy là cái sơn PVDF hay là Canada 500 nó hầu như nó giữ được cái màu sắc ban đầu, trong khi ví dụ hệ sơn acrylic nó hầu như là phai màu hết toàn bộ, polyester nó cũng phai màu toàn bộ, silicone modified polyester thì cũng có phai màu, nhưng sự duy trì về độ bền màu sắc của cái sơn PVDF là có tính năng cực kỳ vượt trội. So với đây là những cái tấm hình thực tế chúng tôi chụp trước khi nó được và đo đạc khi nó bắt đầu lắp dựng lên công trình, và sau 14 năm chúng tôi đã thực hiện lại một cái thí nghiệm khác để thấy cái độ phai màu của nó như vậy. Và một số cái tài liệu khác cũng cho thấy đợt như tôi nói là có cái phần thay đổi màu của các cái hệ của các cái hệ sơn khác nhau, standard polyester, super polyester và Durana. Như các quý vị sau 3 năm thì delta A của sản phẩm có thể hình dung được cho các phẩm đây là sản phẩm ở Florida, phơi thực tế. Thì ở đây trong phóng chúng tôi đo đạc và lưu lại trong cái phòng thí nghiệm. Thì sau 3 năm thì cái sơn mà coi PVDF, cái độ phai màu của nó được khoảng 1, thì super polyester được khoảng 2 và cái polyester thông thường là khoảng 3. Có nghĩa là cái delta A là một cái chỉ số đo độ phai màu, nó càng cao chứng tỏ là độ phai màu so với màu gốc ban đầu là càng xa. Thì ở sản phẩm PVF là duy trì được cái độ phai màu rất là tốt. Delta dưới bằng 1 thì hầu như mắt thường mình có thể nhìn ra được cái độ khác màu sau 3 năm. Tương tự sau 5 năm là nó lên được khoảng gần tới 3. Super polyester là khoảng 3 và polyester thông thường là khoảng 5. Và sau 10 năm thì các cái chỉ số nó càng xa hơn, cái khoảng cách nó càng xa hơn. Đây là một cái ví dụ, đây là một cái thống kê và cái lượng chỉ số để cho các anh chị có cái hình dung được cái độ bền của các hệ sơn như thế nào. Trên cơ sở đó thì có những cái lựa chọn phù hợp và cho những cái ứng dụng của mình đối với hệ sơn cụ thể. Và cái sản phẩm tiếp theo sau cái sản phẩm mà PVDF coi, chúng tôi gọi là Trueform SPE, là Super Polyester. Thì cái Trueform Polyester này là dựa trên cái
backbone nhựa là nhựa superpolyta, độ bền cũng tương đối cao. Và nó được mix đối với cái loại sơn này thì lượng cái bột màu sử dụng cho nó là có thể sử dụng cả bột màu vô cơ và bột màu hữu cơ để đạt được cái màu thông thường. Ngoài ra có cả sử dụng cái bột màu cả kim loại hoặc là bột màu mica để tạo ra những cái enkim trong tự được. Và cái sản phẩm này độ bền cũng tương đối và cũng có warranty độ bền trên thị trường và offer trên thị trường có thể đến 10 năm thay màu cho cái loại này. Đây là một cái cổng thông số chúng tôi thu thập được tài liệu ở cái trạm phơi Florida, Aluga Florida cho cái dòng sản phẩm Superpolyta này. Chúng tôi có 4 màu. Thì các anh chị thấy là sau thời gian là 6 năm trong một năm thì cái, tùy theo màu sắc, thường thường cái màu có xu hướng động nó sẽ có độ phai màu cao. Những cái màu cao nhất là màu be thì sau 6 năm thì Delta E cũng có khoảng 2.5. Đấy, thì Superten cũng là một trong sản phẩm tương đối chất lượng và để có thể ứng dụng những công trình chiếu nữa chúng tôi sẽ tùy theo cái môi trường và sẽ ứng dụng cụ thể của khách hàng thì các nhà sản xuất tôm và màu thì lựa chọn cái sản phẩm này tương ứng cho những sản phẩm của các nhà sản xuất tôm trên thị trường. Tương tự ngoài cái tốn phai màu thì cái khả năng giữ độ bóng của Superten này cũng tương đối tốt. Như các quý vị sau 7 năm thì sau năm thứ 3 cái độ bóng vẫn duy trì ở mức độ gần như 90% như ban đầu, coi như gần như không thay đổi độ bóng, thì đến khi sau 7 năm thì độ bóng mới phai hết. Đấy, thì đó là một cái thông số để cho các quý vị có thể hình dung được cái tính độ bền màu và cũng như duy trì độ bóng của cái hệ sơn Superpolyta này. Ngoài ra đối với ở thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á là thị trường nhiệt đới và thị trường môi trường thực sự là bụi, thì khi mà vào thị trường khi vào phát triển cái dòng sản phẩm tôm màu ở thị trường Việt Nam khoảng cách đây khoảng 20 năm thì có một số vấn đề đặt ra ở các nhà cửa khẩu là do cái tính bám bụi cho môi trường ở Việt Nam và tính cái khu nhiệt đới của Việt Nam cơ trường ẩm rất cao, nên cái tính bám bụi của bên chỗ các sản phẩm coi sau một thời gian lần thì có thể bụi bám gì đó. Nên có yêu cầu của sản phẩm tôi phát triển một sản phẩm để mà tăng cường khả năng chống bám bụi của sản phẩm tôm mà màu trên thị trường. Thì chúng tôi phát triển ra một dòng sản phẩm gọi là Trueform Cell Cleaning. Cái bản chất của cái này là gì? Cái bản chất của cái này là khi các anh chị nó nước mưa hay là bụi mà bám trên bề mặt tôm thì nó thường thường sẽ đọng lại theo cái dạng tròn và bụi nó không rớt ra được. Thì bản chất cái sơn này chúng tôi điều chỉnh cái công thức sơn và để làm cho cái bề mặt nó có tính ưa nước hơn, có nghĩa là khi mà nước bám trên cái bề mặt tôm thì nó có tính dàn trải ra, nó không co lại một chỗ mà nó dàn ra. Thì khi bụi cảm bám trên cái bề mặt tôm và nó sẽ tuột theo cái dòng nước mà dàn ra đó trên cái bề mặt tôm và nó tự làm sạch đi. Thì các vị có thấy là cái phần hình ở phía dưới góc phải màn hình đó là một cái hình dựa sử dụng cái loại sơn là không có tính năng chống bám bụi và một loại sơn có tính năng chống bụi, thì sau một năm thì cái hiệu quả có thể thấy trên màn hình cho các quý vị có cái hình dung như vậy. Thì đó là cái cơ chế của nó, là cơ chế nó rất là dài trong quá trình công thức sơn, nhưng mà cơ chế tôi có thể tóm tắt lại là như vậy, có nghĩa là làm bề mặt nó ưa nước và nó giãn ra khi bụi bám vào thì cái nước nó tràn ra và nó trượt bụi bám theo dòng nước nó và trôi đi, thì nó chính vì vậy người ta gọi là tự làm sạch. Một cái ứng dụng sau này nữa như để nói là cái công nghệ mà làm mát tôm tôm, thì như cả anh chị lâu nay cũng nghe rất là nhiều về các thuật ngữ như AIA, NIA, SRA, thì trong cả yêu cầu LEED như phần trình bày của chị Cúc ở trước có nói về tiêu chuẩn LEED thì yêu cầu những cái sản phẩm nào màu nào có chữ RA lớn hơn 82, thì cái này nó là một cái công nghệ sơn để làm mát tôm tôm. Với cái nguyên tắc của nó là chúng tôi sử dụng một số cái bột màu nó khả năng phản xạ lại cái hấp, tức là giảm cái sự hấp thụ nhiệt của lớp tôm để cho cái nhiệt độ của tòa nhà của lớp tôm đó nó sẽ bớt nóng đi, là cái quan trọng là sử dụng các bột màu AIA, có nghĩa là cái bột màu đó là có khả năng giảm sự hấp thụ nhiệt của mái mà làm từ đó suy ra cái năng lượng sử dụng của tòa nhà sẽ thấp hơn, sử dụng ít máy lạnh hơn
thời gian bảo trì ít hơn, và nó cũng giảm được cái hiệu ứng của nóng lên của tòa nhà. Thì cái này là cái xu hướng hiện nay, và đây là một cái phần của cái phần yêu cầu của các tiêu chuẩn sân lít trên thị trường hiện nay. Đó, thì việc sử dụng các cái sản phẩm mà cái công nghệ TrueForm SPE cool roofing này sẽ giảm được khá nhiều về tiêu thụ năng lượng cũng như là chi phí, cũng như kéo dài được cái tuổi thọ của cái tấm mái. Đó. Và khi mà sử dụng những công nghệ này thì hầu như trên cái xu hướng hiện nay, các chính phủ địa phương hoặc chính quyền địa phương rất là khuyến khích các nhà đầu tư hoặc là các developer là sử dụng những nguyên liệu và vật liệu xanh như vậy, và họ sẽ được có rất là ưu tiên và được sự hỗ trợ của chính quyền. Và một cái nữa là nó sẽ giảm, khi mà tiêu thụ năng lượng ít đi thì nó giảm cái hiệu ứng đạo nhiệt ở đô thị. Đó là một cái tính ưu việt của cái dòng sản phẩm này. Thì như tôi nói là cái cơ chế chính của cái sản phẩm mà làm mát tấm tôn này, sơn tạo làm mát tấm tôn này là sử dụng các bột màu IR reflective pigment, có nghĩa là những cái bột màu nó có tính năng nó phản xạ ở hồng ngoại và sử dụng cái trong cái công nghệ làm đó, và được đo bằng các hai chỉ số là TSA là Total Solar Reflectance, là để xác định trực tiếp mức độ phản xạ của tia mặt trời. Chỉ số thứ hai là SIR, trình bày của chị Quốc đã trình bày ở trước. Thì cái phần lít thực ra nó có tiêu chuẩn, cái cũ nó yêu cầu cái SIR phải lớn hơn 78, nhưng mà tiêu chuẩn mới lít thì nay áp dụng là đối với SIR đối với những màu nào đạt tiêu chuẩn lít thì cái SIR phải lớn lên 82. Đó là hai tiêu chuẩn, cái lít 4.0 sau này họ yêu cầu cả như vậy. Còn cái lít 2.2 ở lịch cũ thì nó chỉ yêu cầu là cái màu 78 thôi. Để lít 4.0 thì yêu cầu là những cái màu nào đạt tiêu chuẩn lít 4.0 thì các tỷ số SRI phải được lớn hơn 82. Và cái ứng dụng của như các cái dòng sản phẩm, khi mà lựa chọn một cái sản phẩm, các nhà sản xuất tôn mà màu họ lựa chọn sản phẩm sơn nào cho phù hợp với cái sản phẩm của họ thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố như là trình bày hôm nay. Và cái yếu tố quan trọng ở đây là nhân đặc là cái môi trường. Thì để mà lựa chọn những cái môi trường đó thì nhà sản xuất sẽ cùng đánh giá cái sản phẩm đó và ứng dụng của cái sản phẩm cuối cùng tôn mạ màu đó sử dụng trong các môi trường nào, cho ứng dụng gì, từ đó mình lựa chọn cái loại sơn cho nó phù hợp để đảm bảo vừa đảm bảo được mình đạt được các yêu cầu về kỹ thuật, nhưng mà cũng cái điều quan trọng là cũng đảm bảo được cái về chi phí cũng như giá thành cho các công trình không bị đổi lên, và mình không có over engineering cho những công trình đó, tức là mình không sử dụng hệ sơn quá tốt cho những công trình bình thường. Đó là cái tiêu chí. Thì có một số cái tiêu chí cơ bản là để mà lựa chọn cái hệ sơn, ví dụ hệ sơn polyester, chúng ta có cái sản phẩm TrueForm polyester thì thông thường sử dụng được trong môi trường C1 với C2, tức là môi trường ví dụ đô thị, môi trường có khí hậu mát, không có ảnh hưởng với môi trường biển, không có tiếp xúc gần với muối, rồi môi trường C3 là môi trường khu công nghiệp, hoặc môi trường C4 và môi trường C2 nhất. Đến nay trên thị trường là môi trường gần với môi trường biển, nó ở giữa khoảng cách dưới 100m chẳng hạn, hoặc là 200m thì là môi trường đánh giá là môi trường C5, hoặc là những môi trường công nghiệp mà có cái môi trường axit cao thì việc lựa chọn cái sản phẩm sơn cho những trường đó thì cùng sự kết hợp được tư vấn của nhà cung cấp sơn, cũng như khi đi khảo sát và đánh giá cái vị trí của cái công trình của khách hàng, để từ đó mà đưa ra cái đề xuất cho hệ sơn phù hợp, kết hợp với đề xuất các về cái loại sơn phù hợp trong như chúng đã đảm bảo được là vừa đảm bảo được cái yêu cầu về kỹ thuật nhưng cũng vừa đảm bảo được cái chi phí tối ưu và cho chủ đầu tư. Đó là cái tiêu chí của PPG cũng đồng hành với các khách hàng của chúng tôi trên thị trường Việt Nam. Thì sản phẩm thường là sản phẩm PVDF, hoặc là sản phẩm sơn coi Duna, thì thường được khuyến nghị sử dụng ở môi trường C4 hoặc C5. Sản phẩm silicon modified polyester thì có thể cần sử dụng ở C3, C4, và super polyester cũng vậy, C3 và C4. Và còn các sản phẩm TrueForm polyester thông thường thì thị trường ở C1 và C2. Thì dĩ nhiên cũng có câu hỏi là có thể những công trình mà hạ ở trong đô thị chẳng hạn, những công trình building hạ còn trong đô thị môi trường bình thường nhưng mà có sử dụng được sơn PVDF hay không, thì câu trả lời là được, đó là cũng càng tốt thôi, để độ bền của công trình sẽ càng cao. Nhưng để cân nhắc để chọn lựa về chi phí thì cần có sự tư vấn bên của nhà sản xuất sơn PPG cũng như các nhà sản xuất tôn như Tôn Đông Á sẽ cùng để mà
ngồi lại và tư vấn cách nào hợp lý cho chủ đầu tư. Thì chúng tôi cũng không muốn là ví dụ tất cả các công trình mình để offer cái loại sơn PVDS thì lúc đó cũng là chi phí công trình nó đẩy đội lên, cũng nó lại rất là nó không đảm cái phương án tối ưu cho chủ đầu tư. Đó là cái cách mà chúng tôi do đó thì đây là những cái khuyến nghị cơ bản về 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 các dòng sản phẩm sơn của PVG cho những cái ứng dụng khác nhau và cho những cái môi trường khác nhau ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra thì sau này thì có một số cái ứng dụng đặc biệt của Vincent Coin. Các anh chị có thấy như trên màn hình đó là cái lớp in như là tôn giả đá. Thì cái này là cũng có thể là nó công nghệ vừa kết hợp giữa lớp sơn phủ cộng công nghệ cái lớp in tạo ra cái lớp sơn giả đá như các quý vị đã thấy trên màn hình. Cái này cũng rất là phổ biến nhiều ở thị trường Hàn Quốc và thị trường Trung Quốc. Và một cái ứng dụng khác là hồ vân tương đối mới ở Việt Nam, như các nhà sản xuất ví dụ như là Samsung hay là những nhà sản xuất LG ở Việt Nam thì họ bắt đầu sử dụng sản phẩm tôn mạ màu cho các ứng dụng hộp lan như tủ lạnh, máy giặt, TV và một số ứng dụng khác. Thì cái này ứng dụng đặc biệt để mà làm đến được sản phẩm này thì nó vừa kết hợp giữa cái hệ sơn của nhà sơn cộng theo cái dây chuyền và năng thi công của các nhà sản xuất tôn trên thị trường để kết hợp làm được cái sản phẩm này. Và cái xu hướng này nó cũng đang ở bắt đầu có cái chiều hướng, cái trend nó đang tăng lên ở thị trường Việt Nam. Một sản phẩm là Wrinkle Finish, đó là dạng sơn tạo bề mặt sơn cho các ứng dụng ví dụ như nội thất hay trang trí, thậm chí cho cả kiến trúc làm tường và làm mái cũng sự bắt đầu có những cái phí nó khác với các cái bề mặt truyền thống lâu nay ở trên thị trường tôn mạ màu. Đó là hết phần trình bày cơ bản. Tại vì trong thời gian không cho phép chúng tôi đi chi tiết các cái ứng dụng, các cái trò sơn, nhưng mà đó là những thông tin cơ bản mà PVG muốn giới thiệu cho các cả toàn hội nghị ngày hôm nay. Nếu mà các anh chị có về câu hỏi gì về sâu hơn về sơn hay là về ứng dụng của nó thì có thể liên hệ với tôi trên cái màn hình ban đầu hoặc là thông qua cái section là Q&A của cái hội nghị hôm nay, thì chúng tôi sẽ giải đáp cho các quý vị. Xin cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn phần chia sẻ của ông Lê Đông Lâm, Giám đốc điều hành Sơn Công nghiệp và Sơn Ô tô Việt Nam, Sơn Tôn Mạ Màu và Nhôm Định Hình khu vực Đông Nam Á, công ty trách nhiệm hữu hạn PPG Việt Nam. Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình chính là phần Q&A, thảo luận và trả lời câu hỏi. Quý khách hàng, quý đối tác có những thắc mắc cần được giải đáp, xin hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi. Quý vị có thể đặt qua hai cách. Đầu tiên sẽ là quý vị có thể nhấn vào nút Raise Hand trên phần mềm Zoom. Ban tổ chức sẽ nhận tín hiệu và kết nối trực tiếp để quý vị đưa ra câu hỏi của mình. Cái thứ hai là quý vị có thể đặt câu hỏi thông qua hộp thư Q&A trên ứng dụng Zoom. Chúng tôi sẽ chọn ra những câu hỏi của quý vị để gửi đến các chuyên gia của chương trình. Đội ngũ chuyên gia của Tôn Đông Á với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thép lá mạ và nghiên cứu chất lượng sản phẩm sẽ giải đáp thắc mắc một cách tận tình nhất. Và trong khoảng thời gian vừa qua thì Tôn Đông Á cũng đã nhận được khá nhiều những câu hỏi về dòng sản phẩm KingMax. Và trong chương trình ngày hôm nay thì các chuyên gia cũng sẽ trả lời các câu hỏi này. Các thông tin liên quan đến KingMax, thông số kỹ thuật, thời gian bảo hành mà Tôn Đông Á đã công bố, khách hàng có nên hiểu rằng đó chính là những thông tin có thể áp dụng ngay cho dự án hay là phải thông qua một sự tư vấn nào thêm khác từ phía Tôn Đông Á hay không? Và chúng tôi xin mời ông Đoàn Nhất Anh, Phó Giám đốc Phòng Kinh doanh Kênh Công trình Dự án sẽ đưa ra câu trả lời ạ. Từng dự án và không áp dụng chung phần đại trà. Vì vậy, đối với các thông tin liên quan tới thông số kỹ thuật và bảo hành thì Tôn Đông Á khuyến cáo khách hàng nên liên hệ trực tiếp với Tôn Đông Á, đặc biệt là Phòng Kinh doanh Kênh Công trình Dự án để được tư vấn các thông số tối ưu nhất cho công trình dự án về các nội dung thông số kỹ thuật và bảo hành. Xin cảm ơn câu hỏi của quý khách hàng. Xin cảm ơn ông Đoàn Nhất Anh với câu trả lời vừa rồi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đã có thể kết nối được với ông Nguyễn Minh Triết, trưởng ban QC thị trường, và xin mời ông sẽ cùng trả lời câu hỏi như sau. Thông tin Tôn Đông Á công bố về KingMax có thể hiện nội dung phân loại môi trường từ C1 đến CX, thời gian bảo hành danh định và các thông tin khác. Về cơ sở nào để Tôn Đông Á có thể đưa ra các thông tin trên? Vâng, xin mời ông Nguyễn Minh Triết cùng đưa ra câu trả lời ạ. Tôi đại diện khối chất lượng Tôn Đông Á xin trả lời câu hỏi như sau. Thời gian bảo hành danh định dòng KingMax
Á dựa trên các cơ sở như sau. Tiên là Đông Nam Á dựa trên ISO 9223 về phân loại môi trường ăn mòn. Thứ hai là dựa trên quy trình công nghệ của Đông Nam Á. Thứ ba là dựa trên các cái kiểm nghiệm được tiến hành từ phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 1. Và kinh nghiệm Đông Nam Á tham gia vào mảng dự án công trình tính từ năm 7 cho đến nay. Và dựa trên các yếu tố trên thì Đông Nam Á đã công bố được các cái phân loại môi trường từ C1 đến C2. Thời gian hoàn định và các thông báo khác đối với dòng hàng Kinmax. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Và thưa quý vị, chúng tôi đã nhận được câu hỏi tiếp theo trên phần khung chat Q&A. Câu hỏi như sau: với các yêu cầu của môi trường từ C1 đến C5, hệ sơn nào phù hợp cho từng môi trường ứng dụng? Và chắc có lẽ xin mời ông Lê Đông Lâm sẽ cùng trả lời cho câu hỏi này ạ. Là một cái màn hình cái slide của cái bài trình bày thì đối với nhà sản xuất sơn á, thì từng môi trường cụ thể thì sẽ có một cái hệ sơn tương ứng đảm bảo hai tiêu chí. Thứ nhất, đảm bảo được cái yêu cầu về kỹ thuật cũng như độ bền màu theo thời gian và yêu cầu của chủ đầu tư, và cái thứ hai là đảm bảo được cái chi phí tối ưu nhất cho khách hàng cũng như là chủ đầu tư. Chúng tôi cũng không muốn, ví dụ như nó một ví dụ như các bạn, chúng tôi không muốn sử dụng cái loại sơn PVDF cho các công trình nhà dân dụng cho người dân. Thứ nhất, nguyên tắc nó sử dụng được không? Câu trả lời là được, nhưng mà thứ hai là nó không phù hợp. Không phù hợp gì vì cái phần chi phí nó quá cao và nó hơi, mình hơi over engineer năng chút, có nghĩa là mình sử dụng cái loại sơn quá chất lượng quá cao cho những cái công trình không hợp. Nên tùy theo đây là những cái ứng dụng cơ bản. Những cái khuyến cáo cơ bản như chúng ta ví dụ nói sơn PVDF liquid thì nó phù hợp cho môi trường C4 hoặc C5. Môi trường C4, C5 là gì? Môi trường được có cái độ ăn mòn, nồng độ ăn mòn rất là cao như gần các môi trường biển, hoặc những cái khu công nghiệp mà có nằm đội các nhà máy sản xuất khu công nghiệp có cái hàm lượng acid hay là muối hay là lượng ăn mòn rất là cao, thì chúng tôi khuyến cáo sử dụng cái loại sơn PVDF. Ngược lại, những cái môi trường thông thường như C3 hoặc C4 là môi trường công nghiệp hoặc là gần nhưng không quá gần với môi trường biển, thì cái này từng đó thì cũng nên sử dụng các cái công trình công nghiệp thì sử dụng môi trường sản phẩm dòng sơn Super Polyester Shell Cleaning, Super Polyester Cool Group hoặc là Silicone Modified Polyester. Và những môi trường C1, C2 thì sử dụng là các loại dòng sơn polyester thông thường thì nó đã đáp ứng được yêu cầu và tối ưu hóa chi phí cho khách hàng. Đó là những cái phần câu trả lời của tôi cho câu hỏi của quý khách hàng. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời câu hỏi của ông Lê Đông Lâm, Giám đốc điều hành Sơn Công nghiệp và Sơn Ô tô Việt Nam, Sơn Tôn Mạ Màu và Nhôm Định Hình khu vực Đông Nam Á, công ty trách nhiệm hữu hạn PPG Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã nhận thêm được một câu hỏi qua một khung chat Q&A. Câu hỏi như sau: hệ sơn Kinmax SMP 4 lớp sơn, vui lòng nói rõ hơn về 4 lớp sơn này. Câu hỏi thứ hai là Kinmax Panel, Tôn Đông Á chỉ có sản xuất hệ sơn epoxy thôi hay như thế nào? Độ dày lớp mạ từ AZ30 đến 120. Xin mời bà Nguyễn Thị Thu Cúc sẽ cùng đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi này ạ. Dạ, kính thưa các anh chị, cảm ơn các anh chị đã đặt câu hỏi. Đối với dòng sản phẩm SMP 4 lớp thì chúng ta sẽ có cấu trúc là mặt chính 2 lớp và mặt lưng 2 lớp. Thì lớp sơn mặt chính của chúng ta bao gồm sơn lót là hệ sơn premium và cái hệ sơn tinh của chúng ta là hệ sơn SMP. Thì cấu trúc chính của chúng ta là độ dày sơn tinh của mình tối thiểu là 2 micron. Đối với mặt lưng thì chúng ta sẽ linh động tùy theo yêu cầu của cái sản phẩm của mình. Đối với công trình, chúng ta có thể đi từ 8 cho đến 25 micron tùy theo cái ứng dụng. Về sản phẩm Kinmax Panel thì hiện tại Tôn Đông Á offer cho các anh chị giải với lượng mạ rất là rộng, từ AZ30 cho đến AZ200, không phải AZ120 ạ. Về hệ sơn mà mình sử dụng mặt lưng cho ứng dụng Kinmax Panel này thì chúng ta có hai hệ sơn chính. Hệ sơn thứ nhất là hệ sơn epoxy, đây là hệ sơn cực kỳ thân thích đối với những cái ứng dụng như là foam BU, mình tích hợp với cái foam BU bên trong, hoặc là mình kết hợp những cái sợi bông khoáng.
Tuy nhiên là đối với cái hệ sân Hibuchi, mình có một cái điểm hạn chế là nó giòn hơn so với cái hệ sân BE. Bên trong định hướng tới là Tô Đông Á đã định hướng mình sẽ sử dụng chính là hệ sân polyester modified. Thì cái hệ sân này là hệ sân đặc biệt dùng riêng cho ứng dụng kính mắt panel ạ. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó Giám đốc Khối Chất lượng. Và câu hỏi tiếp theo là: xin hỏi giá thành sản phẩm loại KingMax so với các giá thành các sản phẩm thông thường của Tôn Đông Á thì sẽ khác ra sao? Và với câu hỏi này, chúng tôi xin mời ông Đoàn Nhất Anh, Phó Giám đốc Phòng Kinh doanh Kênh Công trình Dự án sẽ cùng đưa ra lời giải đáp. Bên cạnh cái dòng sản phẩm KingMax của Tôn Đông Á đang giới thiệu đến quý vị hôm nay, thì Tôn Đông Á vẫn đang cung cấp ra thị trường những dòng sản phẩm cao cấp khác dành cho phân khúc dân dụng, dòng sản phẩm KingWinx. Thì về mức giá so sánh giữa dòng sản phẩm cho cao cấp cho kinh dân dụng thì mức giá của dòng sản phẩm KingMax có thể là cao hơn từ khoảng 20-30%, hoặc có thể cao hơn tùy vào những quy cách cụ thể mà quý khách hàng từ gửi tới Tô Đông Á để sử dụng cho cái công trình dự án. Thì đây là một cái mức chênh lệch tham khảo để cho quý vị có thể nắm bắt được trong cái chương trình hôm nay. Và cụ thể hơn, quý vị muốn có được cái mức giá cho từng cái quy cách sản phẩm trong cái dòng KingMax thì quý vị có thể liên hệ với tôi, phòng kinh doanh kinh dự án để nắm rõ hơn chi tiết giá về từng quy cách sản phẩm. Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn câu trả lời của ông. Và thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi nhận được trong phần Q&A đó chính là: nói KingMax là giải pháp kinh tế tối ưu cho công trình công nghiệp, vậy thì có những luận cứ nào chứng minh cụ thể và có tính thuyết phục hơn hay không? Với câu hỏi này, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đại, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Tôn Đông Á sẽ đưa ra lời giải đáp. Chào tất cả anh chị. Trước hết thì cảm ơn cái câu hỏi của quý khách này đặt. Như cái phần mà trình bày của chị Cúc lên Tôn Đông Á thì chúng ta thấy là cái được những cái điểm mạnh của cái dòng sản phẩm KingMax. Vì chúng ta là vừa đáp ứng được cái yêu cầu khắt khe của cái dự án công trình trong từng cái môi trường cụ thể, và cái chất lượng của dòng sản phẩm KingMax là sản phẩm cao cấp mà chất lượng là đáp ứng cho từng cái môi trường rất là khắc nghiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là cái về mặt kinh tế là chúng ta thấy rất là rõ là cái giá thành và cái chi phí so với lại những cái dòng thương phẩm là tương đương và nhập ngoại và các thương hiệu nổi tiếng, thì rõ ràng là Tôn Đông Á đã cho ra cái dòng sản phẩm với cái yêu cầu là cái chất lượng là ưu tiên hàng đầu, và cái chi phí và giá thành, nhưng trong cái phần mà báo cáo của các diễn giả thì là cái phần chi phí của chúng tôi là với cái chủ trương với định hướng là tối ưu cái phần chi phí, và làm sao là khi các quý vị mà sử dụng cái dòng sản phẩm này thì mang lại cái giá trị hiệu quả về mặt kinh tế. Thì chúng tôi đảm bảo rằng là tin tưởng rằng với cái chất lượng mà vượt trội trong từng cái phân khúc sản phẩm, trong từng cái phân khúc thị trường, như là phần trình bày của chị Cúc, thì chúng ta thấy có nhiều dòng sản phẩm KingMax và đáp ứng cho từng cái ứng dụng và cái dự án cụ thể, và chất lượng vượt trội, và thì cái chi phí và giá thành của cái dòng sản phẩm này đang rất là tốt, và chúng tôi tin tưởng là khi mà quý vị sử dụng cái dòng sản phẩm này đó là một cái giải pháp cho cái quý vị trong việc lựa chọn cái sản phẩm cho cái công trình dự án của mình. Và câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi nhận được đó chính là: KingMax Panel được Tôn Đông Á giới thiệu là dòng sản phẩm riêng cho ngành sản xuất vật liệu bao che cách âm, cách nhiệt. Vậy ngoài việc sử dụng hệ sơn mặt lưng chuyên biệt giúp cải thiện tối đa độ bám dính giữa phần tôn và phần vật liệu cách nhiệt, sản phẩm này còn có những tính năng ưu việt nào khác so với loại sản phẩm thông thường? Với câu hỏi này, chúng tôi vẫn tiếp tục xin kính mời ông Nguyễn Minh Triết sẽ cùng trả lời câu hỏi này đến với vị khách hàng. Trả lời câu hỏi là cái đặc điểm của dòng KingMax Panel thì như trong bài trao đổi của chị Thu Cúc là có nhắc là dòng KingMax Panel là một cái dòng sản phẩm rất là phong phú và đa dạng nhất trong 6 dòng sản phẩm KingMax
với độ mạ từ IC30 cho đến IC200. Thì với việc là chúng tôi sử dụng hai cái hệ sơn đặc biệt cho cái mặt lưng để nâng cao cái độ bóng dính. Tại cái hệ sơn là hệ sơn epoxy và hệ sơn thứ hai là polyester modified, phù hợp với hầu hết các cái vật liệu cách nhiệt trên có trên thị trường hiện nay, cho khả năng tối ưu chất lượng của sản phẩm sơn vít panel. Thì ngoài hệ sơn thông dụng PE thì có thể lựa chọn các hệ sơn khác như là hệ sơn SPE, hệ sơn BVDF là phù hợp với đặc thù của từng loại dự án, có thể tích hợp tính năng các dòng phim mắt khác vào trong các cái mắt panel. Xin cảm ơn. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi từ vị khách mời Vũ Nguyễn Trịnh với câu hỏi như sau. Do đặc thù của dự án, công trình nên dung sai về khối lượng đơn hàng rất sát để giảm thiểu chi phí phát sinh và dư thừa. Yêu cầu dung sai 5%, một số đơn vị cùng ngành đáp ứng về phần này, vậy Tôn Đông Á có thể đáp ứng được hay không? Và với câu hỏi này, chúng tôi xin kính mời ông Đoàn Nhất Anh sẽ đưa ra lời giải đáp đến vị khách mời Vũ Nguyễn Trịnh ạ. Trước hết thì tôi cũng xin cảm ơn cái câu hỏi này của quý khách hàng. Thì tôi xin được giải đáp cái thắc mắc này của khách hàng như sau. Thì về trong sản xuất công nghiệp á, cái dung sai là mình không thể nào tối ưu được khoảng là 0% được. Vì vậy hiện nay dung sai trên thị trường đang áp dụng chung cho tất cả các dòng hàng, và có thể là nói chung là cộng trừ 10% đối với khối lượng hoặc có thể là chiều dài của hàng công trình tôn nói chung. Thì đối với mảng công trình dự án, hiện nay Tô Đông Á đang áp dụng dung sai là cộng trừ 10% cho các đơn hàng. Tuy nhiên đối với những cái đơn hàng mà có tính đặc thù hoặc là đơn hàng yêu cầu dung sai nó quá thấp thì Tô Đông Á và khách hàng sẽ ngồi lại với nhau để mà cùng thương lượng để đưa ra một cái dung sai nó phù hợp cho cả Tô Đông Á và cho cả khách hàng. Như quý vị cũng sẽ biết là dây chuyền của Tô Đông Á là một dây chuyền với công suất lớn. Vì vậy cái lượng đưa vào đầu vào sản xuất là nó cũng phải đáp ứng được cái khối lượng tối thiểu. Vì vậy việc nhận những đơn hàng nhỏ, những đơn hàng có dung sai tương đối là yêu cầu cao, Tô Đông Á cũng cố gắng đáp ứng được những cái yêu cầu khách hàng. Tuy nhiên về việc những yêu cầu quá khắt khe, ví dụ như những đơn hàng yêu cầu dung sai cộng trừ 1%, cộng trừ 2%, Tô Đông Á vẫn có nhận của khách hàng. Tuy nhiên cái việc đáp ứng là cũng phải tùy thuộc vào cái đặc điểm sản xuất của từng đơn hàng, từng cái loại quy cách sản phẩm. Về cái cụ thể hơn về cái đơn cái cộng trừ 5% này thì rất mong là khách hàng gửi chi tiết cái đơn hàng này đến với Tô Đông Á thì Tô Đông Á sẽ có những gì đó cụ thể về việc đáp ứng được hay không cộng trừ 5% cho cái đơn hàng này của khách hàng. Xin cảm ơn cái câu hỏi này của anh Vũ. Xin cảm ơn câu trả lời của ông Đoàn Nhất Anh. Và tiếp theo, chúng tôi cũng đã nhận được thêm một câu hỏi nữa đến từ chị Lê Hằng là chống bám bụi sẽ áp dụng cho tất cả dòng sơn PVDF, SPE, SMP hay chỉ áp dụng cho SPE? Xin vui lòng chia sẻ thêm về thành phần chống bám bụi. Chống bám bụi bảo hành cho môi trường C1, C2, C3, còn về môi trường C4, C5 thì như thế nào? Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ cùng kết nối với bà Nguyễn Thị Thu Cúc để vị chuyên gia sẽ đưa ra lời giải đáp đến chị Lê Hằng ạ. Xin cảm ơn câu hỏi từ chị ạ. Thì về cái tính năng tự làm sạch này thì chúng ta có thể tích hợp trên sản phẩm Super Polyester. Riêng đối với sản phẩm BVDF thì bản thân sản phẩm BVDF nó cũng có tính năng tự làm sạch, là do đây là cái tính năng của hệ sơn chứ không phải là tính năng khi chúng ta add in thêm một cái hiệu ứng tự làm sạch. Vì vậy cái việc mình thêm vào cái hiệu ứng tự làm sạch cho hệ sơn BVDF sẽ mang đến cái hiệu quả kinh tế không cao về cái giá thành, về phần chi phí, nên đối với hệ sơn BVDF chúng ta không nên tích hợp cái tính năng chống bám bụi vào trong hệ sơn BVDF. Còn đối với hệ sơn SMP, như anh chị cũng đã biết, đây là một cái hệ sơn nó phù hợp nhất cho với cái môi trường có sự chuyển tiếp nhiệt độ đột ngột hoặc là chuyển tiếp nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ cao giữa ngày và đêm. Vì vậy nó sẽ rất phù hợp cho những môi trường như châu Âu, châu Mỹ. Còn đối với thị trường tropical, thị trường nhiệt đới như ở Việt Nam thì chúng ta thấy là cái tính năng của SMP gần như là tương đồng với tính năng của Super Polyester. Vì vậy cái việc tích hợp cái tính năng Cephalin lên trên cái sản phẩm SMP thì chúng ta nên cân nhắc sử dụng chính hệ sơn Super Polyester, tại vì nó đang cùng về cái khả năng bền màu, cùng về cái tính năng cho cái môi trường tropical như thị trường ở Việt Nam.
Về cái phần mà thành phần của cái sản phẩm sơn chống mắm bụi thì cũng như phần chia sẻ của anh Lê Đông Lâm, thì đây là một cái sản phẩm độc quyền và mình cung cấp riêng cho từng nhà sản xuất, thì cái phần này thì mình cũng không thể chia sẻ được, thì anh chị cũng thông cảm. Về cái phần mà sử dụng cái sản phẩm tính năng tự làm sạch này cho các môi trường C4 với C5 thì hiện tại theo công bố của sản phẩm thì sản phẩm chống mắm bụi của chúng tôi có thể đáp ứng được đối với môi trường C4 biển. Tuy nhiên đối với các môi trường C4, C5 khác thì tùy theo đặc thù của cái công trình công nghiệp, chúng tôi sẽ đánh giá về cái phần tiếp xúc, về cái điều kiện môi trường và các cái rủi ro gây ra. Từ đó chúng tôi sẽ ban hành một cái chế độ chính sách bảo hành phù hợp. Thì phần này chúng ta sẽ đi theo từng công trình. Dạ, em xin hết ạ. Xin cảm ơn câu trả lời của bà Nguyễn Thị Thu Cúc. Và tiếp theo chúng tôi cũng đã nhận được thêm một câu hỏi nữa đến từ vị khách mời Như Lê. Câu hỏi như sau: như các chuyên gia đã nói, công trình sát biển dưới 100m có bảo hành. Vậy cho tôi hỏi bảo hành như này làm bao nhiêu năm? Và với câu hỏi này thì chúng tôi xin mời bà Phạm Thị Hải sẽ đưa ra lời giải đáp cho vị khách mời. Rất cảm ơn câu hỏi của bạn Như Lê đã hỏi về cái ngừng bảo hành của Tôn Đông Á. Thì hiện nay như là quý vị cũng đã biết được rằng là trong cái bài giới thiệu của bạn Cúc, bạn giới thiệu thì là sản phẩm Kingmax có đã sử dụng đối với cái dự án tổ hợp VinFast. Thì trong đây á, là dự án này thì khi mà Tôn Đông Á tham gia vào cái tổ hợp VinFast đó thì là Tôn Đông Á đã đưa ra cái chế độ bảo hành ăn hoàn thổ là lên tới 20 năm và độ bảo hành phai màu là 10 năm với cái độ mạ là AZ200 và cái hệ sơn là SPE là Super Polyester chống bụi, trên đó với độ dày sơn là 28 và 12. Thì như các bạn, như là quý vị cũng đã biết được đó, là một cái dự án mà gần biển và với cái môi trường rất là khắc nghiệt như thế mà Tôn Đông Á có thể bảo hành cái ăn hoàn thổ lên tới 20 năm như vậy, thì quý vị cũng tin chắc rằng là đối với những cái sản phẩm của Tôn Đông Á có thể đáp ứng được với lại những cái môi trường khắc nghiệt mà có thể là Tôn Đông Á bảo hành được những cái sản phẩm lên tới 20 năm và thậm chí lên tới 50 năm. Xin cảm ơn câu trả lời của bạn Như Lê. Và như vậy là chúng tôi cũng vừa mới nhận thêm một câu hỏi nữa trong phần khung chat đến từ chị Lê Thị Ngân. Câu hỏi như sau: cho em hỏi liên quan tới lớp mạ, thông thường hàng mạ lạnh thì sau khi mạ lớp nhôm kẽm thì có được phủ thêm lớp chrome hay không? Nếu có thì khi mạ màu có cần tẩy lớp chrome trước khi mạ màu hay không? Và với câu hỏi này chúng tôi tiếp tục xin mời bà Nguyễn Thị Thu Cúc sẽ cùng kết nối với chương trình để đưa ra lời giải đáp. Dạ, cảm ơn câu hỏi từ các anh chị. Thì em cũng xin giải đáp thắc mắc là đối với hàng mạ lạnh, chúng ta sau khi mạ chúng ta có thể phủ thêm lớp chrome hay không? Thì tùy theo cái tính năng của các anh chị sử dụng. Ví dụ như chúng ta muốn sử dụng cho làm nguyên liệu cho mạ màu thì chúng ta có thể lựa chọn phủ cái lớp dầu nhẹ hoặc là cái lớp chrome. Và lớp chrome đây được hiểu là cái lớp bảo vệ bề mặt, và lớp này có tác dụng là chống lại oxy hóa với cái điều kiện oxy hoặc là nước trong cái môi trường bảo quản thông thường. Thì lớp chrome này nó khác với lớp chrome chúng ta dùng trong sản phẩm mạ màu. Cái lớp đó là người chúng ta là cái lớp biến tính dùng để kết hợp để tăng độ bám dính giữa toner và cái lớp phủ sơn. Vì vậy, vì cái tính năng của hai lớp chrome này khác nhau nên cái lớp chrome bảo vệ cho nguyên liệu mà màu gel chúng ta cần phải loại bỏ, tẩy đi trước khi chúng ta phủ cái lớp chrome cho cái sản phẩm mà màu. Dạ, em xin hết ạ. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn câu trả lời của bà Nguyễn Thị Thu Cúc. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã nhận thêm được một câu hỏi nữa từ phía khung chat đến từ chị Lê Hằng. Câu hỏi như sau: hệ sơn PVDF Tuần Độc Á sẽ sản xuất được độ dày maximum là bao nhiêu? Và với câu hỏi này chúng tôi xin mời ông Nguyễn Minh Triết sẽ quay trở lại chương trình để trả lời câu hỏi này dành cho chị Lê Hằng ạ. Xin trân trọng kính mời ông. Dạ, tôi xin cảm ơn về câu hỏi này. Thì tôi cũng xin trả lời và cái độ dày sơn PVDF có thể chạy tối đa được bao nhiêu cho một mặt của sản phẩm. Thì Tôn Đông Á cũng nhận các cái dự án, hiện nay có dự án về nhiệt điện Trà Vinh thì chạy tối đa độ dày sơn cho một mặt là 110 micron. Thì với cái công nghệ là 3 máy sơn, 3 loại sấy trên trình độ 4 của chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn sản xuất được cho cái dự án này. Và hiện nay chúng tôi cũng có sản dòng sản phẩm là PVDF bảo hành lên đến 50 năm. Thì tổng độ dày sơn của cả hai mặt là 104 micron. Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Triết.
Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình trực tuyến KingMax giải pháp kinh tế tối ưu cho công trình công nghiệp của công ty cổ phần Tôn Đông Á chính thức khép lại. Quý vị nếu còn những thắc mắc về sản phẩm KingMax hoặc cần tư vấn thêm về dòng sản phẩm này, xin hãy liên hệ với ông Đoàn Nhất Anh qua địa chỉ email Nhất Anh viết liền không dấu a@tondongá viết liền không dấu .com.vn. Và bên cạnh đó, quý vị cũng có thể gửi những lời thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để chúng tôi có thể gửi đến quý vị những lời giải đáp phía sau chương trình nhé. Và một lần nữa, Như Bình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khách hàng, quý đối tác trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.